Every person on the planet dreams of a better home. For more than 100 years, LIXIL has made this possible with pioneering water and housing products. Our products touch the lives of more than a billion people every day. And in the future, we will continue to take on new challenges to make better homes a reality for everyone, everywhere. LIXIL's innovations come to life through our unique combination of capabilities. Design. 建築の中に収まった時の洗練された美しさ、そういったところに意識をしています。使う人が使いやすいものを考えてデザインしています。Human-centric innovation。人に寄り添った商品作りということを一番大事にしています。Quality。We deliver a quality by delivering an experience, not just a product.Quality is never an accident. It is always the result of high intention. Expertise. エキスパートたちがたくさんいます。そういう方々と連携してですね、お客様に豊かな生活を提案できると。Entrepreneurship. In our everyday work, we act as entrepreneurs with speed and ownership.Without being constrained by the way we used to do it in the past. This entrepreneurial mindset helps us overcome challenge, learn from our mistakes, which are just investment in the future. We stay committed to our vision and we forge ahead. At LIXIL, we use our expertise and scale to pursue initiatives that improve people's quality of life. We strive to contribute to society.Through our business by focusing on three strategic pillars. Global sanitation and hygiene, water conservation and environmental sustainability, and diversity and inclusion. With 75,000 colleagues operating in 150 countries, we work to make better homes a reality for everyone, everywhere. LIXIL. Vâng, xin kính chào các quý vị khách mời, quý vị khán thính giả hiện đang có mặt tại phòng thảo luận.Cũng như đang theo dõi trực tiếp trên cổng webinar ngay lúc này. Tôi là Nguyễn Tuấn Anh đến từ AgroHub và sẽ đồng hành cùng quý vị trong vai trò điều phối của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Architecture Leader Perspective, còn có tên gọi là ALP, do LIXIL Việt Nam khởi xướng từ năm 2016, là diễn đàn kiến trúc thường niên có uy tín và thu hút được sự quan tâm của giới kiến trúc. Đồng thời, LIXIL Việt Nam cũng cùng với các đối tác đan xen tổ chức các chương trình đối thoại chuyên đềnhằm tạo ra những cơ hội kết nối, thảo luận nghề nghiệp trong cộng đồng kiến trúc xây dựng. Với tên gọi Architecture Leader Perspective Mini Talk. Và lần trở lại vào năm 2021 này, chương trình sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, gồm các chuỗi đối thoại có chủ đề xuyên suốt, nhìn về văn hóa kiến trúc Việt. Chương trình sẽ có sự tham gia của các kiến trúc sư, những nhà thiết kế, các nghệ sĩ, những người nghiên cứu cùng công chúng quan tâm.Nhằm mang tới những chia sẻ, thảo luận, đối thoại đa chiều và những suy tư về thực hành, kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa. ALP Online Mini Talk 2021 được thực hiện bởi ba đối tác là AgroHub, Kiến Việt Media và XHub. Trong buổi khai mạc và đối thoại đầu tiên của ALP Mini Talk 2021, cho phép tôi xin được giới thiệu sự có mặt. Về phía đại diện của LIXIL Việt Nam, có bà Toshie Takahashi, Giám đốc Thương hiệu và Marketing Thương mại Công ty LIXIL Việt Nam.Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh, Giám đốc Marketing Dự án và Hình ảnh Doanh nghiệp LIXIL Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của các kiến trúc sư là những diễn giả sẽ có bài trình bày trong ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của kiến trúc sư Vũ Hương, kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Dũng là các sáng lập viên và điều hành của văn phòng VNA. Sự tham dự của kiến trúc sư Nguyễn Anh Cường là nhà sáng lập và điều hành của văn phòng Nhà Bè Scholar. Trong chương trình có sự tham gia của tiến sĩ Phó Đức Tùng, nhà nghiên cứu Nguyễn Sử là những người sẽ cùng tham gia đối thoại với các diễn giả. Thưa quý vị, trong mỗi chương trình, chúng tôi cũng mời đến phòng thảo luận
Những khách mời là các kiến trúc sư hành nghề, những nhà nghiên cứu, những nghệ sĩ để chúng ta có thêm những thảo luận tương tác cùng chương trình. Và cùng với đó, chương trình cũng được phát trực tiếp trên cổng webinar dành cho các khán thính giả quan tâm. Thưa quý vị, ngay lúc này để mở đầu chương trình, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Toshie Takahashi, Giám đốc thương hiệu và marketing thương mại công ty Lixu Việt Nam, sẽ có bài phát biểu mở đầu gửi đến những người tham gia chương trình. Xin trân trọng mời bà Toshie Takahashi. Good morning, xin chào and hello our valued customers. I am Toshie Takahashi, Marketing Director of Lixu Vietnam. I am very happy now that we have been able to bring back LP mini talks to our community, especially to architecture and the design community after the postponement due to COVID-19. Xin chào các quý vị khán giả. Tôi là Toshie Takahashi, Giám đốc Marketing của công ty Lixin Việt Nam. Tôi rất vui mừng trong vai trò ban tổ chức khi có thể đưa chương trình ALP Mini Talks trở lại với cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng kiến trúc, thiết kế sau một thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19. Together with our efforts in business, Lixu is also active in social responsibility activities, which is done through our participation in charity, environmental protection, and community development activities. Cùng với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, Lixin cũng rất tích cực trong các hoạt động xã hội, thể hiện qua việc tham gia cũng như tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. With the strong and long-term relationship between the community and the architecture design community in Lixu, and its brand long history of establishment in Vietnam, Lixu has participated in supporting many activities within the fields, as well as becoming the pioneering organizer of many activities to develop the architecture design community. Among these are Architecture Leader Perspective, which is called ALP in short, Lixu Talent Match Program, X Hub Space, with many open activities for the community. Với mối quan hệ bền chặt của công ty và cộng đồng kiến trúc, thiết kế trong suốt lịch sử hình thành Lixin và các thương hiệu của mình tại Việt Nam, Lixin đã tích cực tham gia ủng hộ nhiều hoạt động của giới, cũng như là đơn vị tổ chức tiên phong cho nhiều hoạt động góp phần xây dựng cộng đồng kiến trúc, thiết kế. Tiêu biểu là chương trình Architecture Leader Perspective, gọi tắt là ALP, chương trình Lixin Talent Match, trung tâm X-Hub với nhiều hoạt động mở dành cho cộng đồng. ALP Mini Talks is an opening activity within ALP program by Lixu, with specialized talk series for professional practitioners and specialists. This is the third year that the program is run with a series of 12 online talks from specialists in architecture, art, and culture. Chương trình ALP Mini Talks là một hoạt động mở rộng của chương trình ALP do Lixin tổ chức với chuỗi các hội thảo chuyên đề dành cho giới nghề. Năm nay là năm thứ ba chương trình được tiếp tục với 12 buổi nói chuyện chuyên đề online đến từ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật. I hope that our speakers, consultants, as well as our two partners, AgoHub and Kiem Việt, together with our audiences, will continue to support the program for better development. I wish the online ALP Mini Talk number one happens smoothly, bringing interesting and useful information for you. Tôi hy vọng các diễn giả, các cố vấn của chương trình cũng như hai đơn vị đồng hành là AgoHub và Kiến Việt cùng quý vị khán giả sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ để chương trình ngày một phát triển. Chúc cho ALP Mini Talk Online số 1 sẽ diễn ra thuận lợi, đem đến nhiều thông tin thú vị và bổ ích cho quý vị. Once again, thank you very much for joining this program. I hope you enjoy the series of mini talk of ALP from today onward. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Tôi hy vọng quý vị sẽ có thời gian vui vẻ cùng chuỗi ALP mini talks từ ngày hôm nay. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn bà Toshie Takahashi. Sau đây cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh,
và giám đốc marketing dự án và hình ảnh doanh nghiệp của Lịch Sử Việt Nam, đồng thời là thành viên của ban tổ chức, sẽ có phần phát biểu mở đầu chương trình để giới thiệu tổng quan về LAP. Vâng, xin cảm ơn chị và bà Toshie Takahashi và cảm ơn anh Tuấn Anh. Bây giờ thì Quỳnh xin phép được thay mặt ban tổ chức để nói qua một vài nét về chương trình AOP Mini Talks, bối cảnh cũng như là những mục tiêu và sơ qua về chương trình năm nay. Thì chương trình AOP Mini Talks là một chương trình mở rộng của chương trình AOP của Lixin. Chương trình AOP của Lixin là một chương trình mở chương trình AOP của Lixin thì bắt đầu được khởi xướng từ năm 2016 với nhiều hoạt động mở dành cho cộng đồng kiến trúc xây dựng, và các hình thức của chương trình thì rất là đa dạng, có thể là hội thảo, triển lãm, nghiên cứu thực nghiệm lý luận vân vân. Nhưng mà dù là hình thức nào đi chăng nữa thì AOP cũng sẽ tập trung vào một cái mục tiêu quan trọng, đó là đem đến những cái điều mới mẻ và có giá trị cho cộng đồng. Với xuất phát điểm như vậy thì AOP đã diễn ra trong nhiều năm. Từ năm 2016, AOP đã diễn ra tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, với chuỗi hội thảo xoay quanh chủ đề về kiến trúc, thiết kế và bất động sản, quy tụ các diễn giả quốc tế đến từ Đức, Pháp, Hồng Kông, v.v. AOP năm 2017 thì cũng tiếp tục diễn ra tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trong đó thì chương trình có chủ đề là kiến trúc, triết lý và con người tự nhiên và tự nhiên. Và đặc biệt là chương trình có sự góp mặt của 19 kiến trúc sư, và những trong cuốn sách AOP Mini Talk, AOP 2017 số đầu tiên được xuất bản theo chủ đề của chương trình. Và đến năm 2018 thì chương trình đem đến một hình thức khá là thú vị và mới mẻ, đó là công chiếu bộ phim The Competition bởi đạo diễn cũng là kiến trúc sư nổi tiếng Rodrigo Cubero. Và cùng với việc công chiếu bộ phim thì cũng diễn ra buổi tọa đàm với các kiến trúc sư trong nước và quốc tế cùng với kiến trúc sư Cubero. Gián đoạn do đại dịch thì AFP sẽ trong vòng 2 năm qua thì có nhiều cái nguyên nhân từ khách quan, và đặc biệt là đại dịch thì AOP đã bị gián đoạn. Nhưng mà năm nay thì AOP sẽ trở lại với cộng đồng kiến trúc thiết kế. Và năm nay thì chương trình sẽ có một hình thức rất là mới mẻ, và sẽ bao gồm nhiều hoạt động kết hợp giữa chủ đầu tư, công ty kiến trúc thiết kế và các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực, nhằm đem lại những giải pháp kiến trúc, công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và dự báo chất lượng không gian sống tại Việt Nam trong tương lai. Vậy thì AOP năm 2021 sẽ có những gì? Thì Quỳnh xin phép là giữ một chút bí mật về điều này, và sẽ rất là nhanh chóng trong thời gian sắp tới thì sẽ chia sẻ tới các quý vị và các anh chị. Thì tiếp nối hoạt động ALP lớn một năm một lần thì Lixin cũng mong muốn có những cái hoạt động thường xuyên hơn để đóng góp cho cộng đồng kiến trúc thiết kế, tạo thành một cái nơi mà có thể giao lưu thường xuyên, học hỏi lẫn nhau. Thì đó chính là lý do mà ALP Mini Talk đã ra đời. ALP Mini Talk của Lixin thì số đầu tiên thì ra đời vào tháng 9 năm 2018 với sự đồng tổ chức của Lixin phối hợp cùng với hai đơn vị là AgoHub phụ trách về nội dung và Kiến Việt phụ trách về truyền thông. AOP Mini Talk đã mở đầu bằng chuỗi talk chuyên đề Kiến trúc sư tìm gì do tiến sĩ kiến trúc sư Phó Đức Tùng dẫn luận và chủ trì tại không gian X-Hub Hà Nội của Lixin. X-Hub ở đây thì cũng là một không gian mà Lixin cũng đã chủ định tạo ra để kết nối cộng đồng kiến trúc và thiết kế. Và AOP Mini Talk số đầu tiên thì đã diễn ra tại X-Hub Hà Nội. Song song đó thì AOP cũng tiếp tục được tổ chức tại X-Hub Hồ Chí Minh kết hợp cùng với câu lạc bộ kiến trúc xuất sư trẻ Việt Nam, với nhiều cái chủ đề câu chuyện thực hành nghề rất là hấp dẫn. Ở đây thì các quý vị và các anh chị thì cũng có thể nhìn qua được một số cái hình ảnh về những talk mà mini talk đã diễn ra. Thì 15 mini talk thì đã diễn ra
tại không gian XH của Hà Nội và Hồ Chí Minh dưới sự đồng hành của các đơn vị. Với rất là nhiều chủ đề thú vị và đem đến những cái góc nhìn đa dạng của rất nhiều của nhiều diễn giả là những kiến trúc sư thực hành nghề cũng như là nghệ sĩ. Thì năm 2021, năm nay thì ALP sẽ tiếp tục trở lại bước vào năm thứ 3 và mùa thứ 2 với một chuỗi mini talk online nhìn về văn hóa kiến trúc Việt như là anh Tuấn Anh và chị Toshi cũng đã có giới thiệu. Và đây sẽ là và tiếp tục là Ago Hub Kiến Việt cũng như là X Hub sẽ là những đơn vị thực hiện đồng hành cùng với Lixin để tổ chức cho sự kiện này. Chương trình dự kiến sẽ có 12 số online với những nội dung là những chia sẻ đối thoại từ những tác giả thực hành kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa. Và tiến sĩ kiến trúc sư Phó Đức Tùng, người đã tạo ra những cá tính rất là hay cho ALP Mini Talk mùa 1, sẽ tiếp tục đồng hành là cố vấn của chương trình. Và cùng với anh Tùng thì chương trình cũng có thêm sự góp mặt của một cố vấn nữa là nhà nghiên cứu Nguyễn Sử. Thì nhà nghiên cứu Nguyễn Sử thì chắc chắn trong thời gian vừa qua thì các anh chị trong giới kiến trúc hay là nghệ sĩ thì ở đây chắc là nhiều anh chị cũng đã biết đến nhà nghiên cứu Nguyễn Sử. Thì hy vọng với sự góp mặt của anh Tùng và anh Sử thì chương trình ALP Mini Talk Online 12 số sẽ diễn ra, đem đến những cái thông tin thật là bổ ích và lý thú cho quý vị khán giả. Bây giờ thì không khiến quý vị chờ lâu nữa thì Quỳnh sẽ nhường lời cho anh Tuấn Anh để bắt đầu ALP Mini Talk số 1 ạ. Thưa mọi người, thì phần mở đầu chương trình để khai mạc cho chuỗi online Mini Talk chúng ta đã vừa khép lại. Bây giờ sẽ là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, đó là về các phần trao đổi của hai diễn giả khách mời. Để nhắc lại một chút thì bối cảnh của chúng ta là một cái chuỗi trao đổi khoảng 12 số. Trong vai trò là người tổ chức chuyên môn, tôi cũng mong muốn được mời đến các kiến trúc sư, các anh chị là nghệ sĩ tham gia chia sẻ làm sao chúng ta có thể cùng nhìn về văn hóa kiến trúc Việt, từ đó có những suy nghiệm, nhìn về một tương lai mới hoặc là đưa ra những cái quan điểm mới của chúng ta trong cái góc nhìn của những người làm kiến trúc và nghệ thuật. Thì hôm nay cho phép tôi cũng xin được mở đầu với cái chuỗi talk đầu tiên với một chủ đề cũng rất là thú vị, có tên là Kiến trúc Thánh Thiêng, 500 năm truyền giáo tại Việt Nam. Tại sao là chủ đề này? Thì có lẽ là sau hai bài trình bày đầu tiên của hai diễn giả thì chúng ta có thể hình dung được. Và bây giờ bài trình bày số 1 sẽ do kiến trúc sư Nguyễn Anh Cường, là sáng lập viên và điều hành văn phòng nhà bè Scholar. Bài trình bày này của anh Cường có tên là Không gian Thánh Thiêng, một số trần thuật. Vâng, anh Nguyễn Anh Cường là một kiến trúc sư đang thực hành và làm việc tại văn phòng nhà bè Scholar. Anh cũng có một thời gian học tập tại Pháp và cũng tham gia nghiên cứu và tìm hiểu rất sâu về các kiến trúc Thánh Thiêng cũng như là có những cái suy tư về việc này. Chúng tôi hy vọng rằng trong 30 phút trình bày của anh Cường thì anh sẽ cô đọng được một số những lý thuyết kiến trúc cũng như những cái chia sẻ của anh về các cái không gian Thánh Thiêng. Vâng, xin mời kiến trúc sư Nguyễn Anh Cường ạ. Anh có 30 phút để trình bày ạ. Vâng, xin mời anh. Cái bài nói chuyện của tôi ấy, mình sẽ khảo sát cái không gian thiêng và xuất phát từ một cái vị trí rất là đặc biệt, đó là cái kinh nghiệm mặc khải có tính Thiên Chúa giáo. Thế là chúng ta sẽ không xem xét cái không gian Thánh Thiêng như là một cái thực thể độc lập, mà tôi cho rằng cái tính chất thiêng của không gian ấy nó cần phải được nó sẽ luôn gắn với cái kinh nghiệm của nơi chốn là cái chủ thể thực hành ở trong cái nơi chốn đấy. Đấy, tức là suy cho cùng tức là trong cái bài nói chuyện này thì tôi cũng mong là mọi người sẽ kiên nhẫn một chút, bởi vì vì mình sẽ phải đụng đến các cái khái niệm về thần học, những cái khái niệm mà ít nhiều nó cũng vì không phải là chuyên môn cũng như là không phải là nó cũng sẽ có phần nào đấy xa lạ đối với nhiều người, nhưng mà việc nói trực tiếp về các cái vấn đề này để từ đó mà nói vọng ra cái vấn đề về không gian ấy, nó sẽ giúp mình hiểu được các cái làm cách nào mà cái không gian nó lại đồng hành với cái kinh nghiệm mà tôn giáo và các cái
giới hạn của cái không gian nếu mà chỉ xem xét ở trên cái góc độ độc lập, mà nó cần, do đó nó cần phải được hoàn bị bởi các cái thực hành của con người ở trong cái không gian đấy. Thế thì từ cái ý đấy chúng ta sẽ mở ra cái phần thứ hai của cái bài nói chuyện, đó là tôi sẽ trình bày về một cái cao trào của cái thực hành cộng đồng ở trong cái không gian thánh thiêng, nó thông qua cái hoạt động của cái lễ rước và một số cái đặc tính quan trọng của cái hoạt động này. Đầu tiên là cái kinh nghiệm về mặc khải, thì thật ra cái đây là một kinh nghiệm mà vốn dĩ thông thường thì nó rất là cá nhân. Đấy, có bao nhiêu là người mặc khải mà nhận được cái kinh nghiệm mặc khải đấy thì lại có bấy nhiêu cái kinh nghiệm nó rất là khác nhau, cho nên là cái việc mà nói về cái kinh nghiệm mặc khải đó một cách nào đấy nó cũng rất là khó khăn. Và nó vốn là được xem là những cái kinh nghiệm mà bất khả tư nghị, tức là không thể nào bàn luận được. Nó dường như là nằm ngoài cái giới hạn của ngôn ngữ. Ví dụ như là ta có thể thấy ở trong các cái ví dụ ở trong Thiền Tông, là khi mà người ta hỏi các cái đại sư về các cái kinh nghiệm của họ ấy, các cái vấn đề này, thì thường thì họ sẽ không trả lời, hoặc là họ chỉ hét lên hoặc là lấy gậy mà đánh, tức là họ tránh dùng đến ngôn ngữ để nói trực tiếp về các cái vấn đề đó. Thế nhưng mà ta có thể nhận thấy rằng nó cũng thường được miêu tả như một cái kinh nghiệm mà rất là trong suốt và đơn giản. Chính cái sự đơn giản của nó khiến cho là mọi cái việc sử dụng cái ngôn ngữ để nói về cái kinh nghiệm này đều có lẽ là một cách nào đấy đều làm cho nó bị biến chất đi. Thế nhưng mà trước những cái vấn đề này, chúng ta vẫn phải bàn về nó, cho dù là cái việc bàn về nó có thể là bàn một cách rất là lòng vòng. Đấy. Bởi vì cái việc mà suy ngẫm về nó sẽ giúp cho chúng ta nắm được cái bản chất của cái không gian thiêng, có cái tính chất của Thiên Chúa giáo. Cho dù là cái việc bàn này nó cũng là những cái gì đó nó cũng sơ sài thôi, nhưng mà nó cũng rất là cần thiết. Thế ở đây thì tôi sẽ mượn một cái câu ở trong Phúc Âm John 4:16. Đấy, thì cái câu đấy đọc trong cái tiếng Hy Lạp là Oseos agape estin kai omenon en te agape en to seos menen kai oseos en auto menen. Thì cái trong tiếng Việt còn bản dịch nó là Đức Chúa Trời là cái sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người đấy. Thì cái đặc điểm của Kinh Thánh ấy, thì nó vốn sử dụng những cái từ ngữ rất là đơn giản, một số cái khái niệm rất là ngắn gọn, nhưng mà nói là những cái lời rất là chân thành và trực tiếp. Và ở trong cái sự chân thành và trực tiếp đấy thì nó ẩn chứa những cái điều cái sự thật rất là sâu sắc. Thì ở trong cái gọi là cái sứ điệp này của John ấy, thì ông ấy chỉ sử dụng một vài khái niệm mà tôi nghĩ là rất là đơn giản. Nhưng theo cái nghĩa là đơn giản, có nghĩa là ai cũng có thể hiểu được thượng đế là gì, có một khái niệm về thượng đế, ai cũng có thể có một cái khái niệm về cái sự yêu thương. Đấy. Và nhưng mà cái câu này của John ấy, nó lại tổng kết một cái sự miêu tả về cái kinh nghiệm mặc khải rất là thú vị mà chúng ta sẽ phân tích sâu hơn. Đấy, thì cái câu của John ấy thì nói trước cùng là có thể phân làm ba phần. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương là một cái phần một. Cái hai cái phần sau, cái người ấy sẽ ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Thế thì phần thứ nhất của cái đoạn này ấy, nó cái câu này thôi, nó dường như là nói về một cái điều kiện, một cái giả thiết là ai ở trong cái sự yêu thương, và hai cái phần sau là cái sự giải thích cho cái tính chất cái người mà ở trong sự yêu thương đấy. Thế thì như thế đối với tôi thì tôi phân cái đoạn này làm ba phần như thế. Thì phần thứ nhất là nói về cái sự yêu thương, thì
mình có thể diễn giải nó như là một cái sự dấn thân, cái chữ ở trong tiếng Hy Lạp hay là trong cái và các cái văn bản của cái chữ khác, của các cái bản dịch khác như tiếng Anh này nọ, thì cái nghĩa nó mạnh hơn, không phải là chữ ở mà là cái chữ lưu lại cái menen, tức là lưu lại ở trong cái sự yêu thương đấy. Thì cái sự yêu thương của Thiên Chúa giáo thì ở đây chúng ta nhận thấy là John này không nói về cái trí tuệ, cũng như là không nói về là người ta yêu Chúa, mà chỉ nói về một cái sự yêu thương thuần túy. Bởi vì cái đối với đạo thờ Thiên Chúa thì là cái tình yêu đấy, nó chính là cái bản thân, nó chính là cái biểu hiện và cái màu nhiệm của Thượng Đế. Một cái tình yêu mà ở trong này không nói về một cái đối tượng nào cả, thế nên có thể hiểu là nó trải rộng ra tất cả các cái sự vật ở trên đời. Thế nó cũng giống như là cái mà ở trong Phật giáo mình gọi là cái sự từ bi. Nhưng mà ở trong Thiên Chúa đấy nó có một cái sắc thái về cái sự chủ động, tức là cái người bước vào cái sự yêu thương đấy nó phải là một cái quyết định, nó giống như là cái đột phá, một cái hành động chủ động. Thì hai cái vế sau ấy thì mình có thể hiểu chia làm hai phần mà nó lại đối lập với nhau. Cái phần đầu tiên tôi gọi nó là cái sự siêu việt, còn cái phần thứ hai tôi gọi nó là cái sự nội tại. Đấy, thì ở trong ở đây thì ta thấy là đây thật ra là cái quan hệ của một cái sự bao bọc và cái sự được bao bọc, tức là cái người đấy nó nằm ở trong Thiên Chúa, và cái vế thứ hai là cái Thiên Chúa lại nằm ở trong cái người đấy. Đấy, tức thì cái quan hệ nó rất là đối lập với nhau. Quan hệ đầu tiên là cái quan hệ mà Thượng Đế là như là nằm ở bên trên cái thế giới thần trần tục, còn cái quan hệ thứ hai là cái quan hệ về cái sự nội tại, tức là Thượng Đế lại nằm ở ngay trong chính cái người mà ở được mặc khải đấy. Thế thì bởi vì đấy là một cái tính chất cũng khá là đặc biệt của Thiên Chúa giáo, đó là họ quan niệm cái là quan niệm về cái tam vị nhất thể, tức là Thượng Đế lại vừa siêu việt ra khỏi thế gian nhưng mà đồng thời lại nằm ở trong thế gian này. Bởi vì qua cái hình ảnh gọi là cái thần tính nó nhập thế ở trong cái hình hài của con người ấy, thì đấy là một cái đặc điểm rất là khá là đặc biệt của Thiên Chúa giáo. Nó diễn ra hai cái sự mâu thuẫn này, nhưng mà cái sự mâu thuẫn đấy đấy là sự mâu thuẫn của ngôn lời mà thôi. Nếu mà phải hiểu là ở trong nếu mà người ở trong cái đức tin ấy thì người ta sẽ không còn thấy cái sự mâu thuẫn đấy. Đấy, tóm lại là cái nếu mà có thể nói nôm na về cái kinh nghiệm mặc khải của Thiên Chúa giáo thì chúng ta có thể có ba cái ý. Ý đầu tiên đó là một cái sự dấn thân, cái ý thứ hai là một cái tính gọi là tính siêu việt, và thứ ba là cái tính nội tại. Thế thì cả ba cái phần cái đặc tính này tuy thế lại không có nhất định, nó phải có một cái cấu trúc tuyến tính và nó phân biệt. Thì Gaston Bachelard trong cái tác phẩm về khi học về không gian ấy, khi mà ông ấy miêu tả cái kinh nghiệm thẩm mỹ đứng trước một cái cảnh vật mênh mông mà rất là vĩ đại, thì khi mà mình đối diện với một cái cảnh phong cảnh như thế thì trong lòng của mình cũng sinh ra một cái một cái cảm xúc về một cái sự mênh mông của nội tâm, giống như là một cái bức cái tấm gương phản chiếu cái sự mênh mông của phong cảnh. Đấy, thế thì ở trong cái kinh nghiệm thẩm mỹ đấy, tức là một con người ở trong cái không gian mênh mông và trong lòng của mình sinh ra một cái sự đồng cảm đấy ở trong cái tâm hồn, và mình cảm thấy cũng cùng một cái tính chất mênh mông như thế ở trong cái nội tâm của mình, thì thật ra nó là một cái cảm xúc mà có cái tính thông suốt ở trong lẫn ngoài, vừa bị hấp thụ lại bao bọc lấy cái sự mênh mông đấy, thì cái đấy cũng không khác gì lắm cái sự vượt qua mâu thuẫn của cái tính chất siêu việt và tính chất nội tại đấy.
nó gọi là một cái tính cấu trúc mà có tính cái lồng ghép trong ngoài này bao trùm lẫn nhau. Xong rồi đấy thì nó không còn cái vấn đề về chủ thể hay là đối tượng nữa. Thì cái chiếc da người áo, cả Jasper đấy cũng dùng một cái khái niệm rất là thú vị để nói về cái vấn đề này. Ông ấy gọi cái việc mà lồng chéo, chồng chéo và bao trùm lẫn nhau đấy, ông gọi là umgreifender, tức là cái bao dung thể, một cái cách và kiểu các cái kinh nghiệm đấy về cái trong và cái ngoài, về cái sự mênh mông ở bên trong và bên ngoài, nó chồng, nó trộn với nhau. Nếu mà cái kinh nghiệm về cái sự siêu việt đó, nó kiểu mình có thể ít nhất là mình hình dung được nó là như thế nào, thì ở trong cái kinh nghiệm về cái sự nội tại đó, thực chất mà nói thì nó cũng có những cái khó khăn để mà có thể hình dung rõ ràng về nó là như thế nào. Thế cái sự nội tại ở trong Thiên Chúa giáo ấy thì họ được diễn tả như là cái việc mà Thiên Chúa hiện diện ở trong tất cả các cái mọi tạo vật, và mọi tạo vật đều là cái hình ảnh của Ngài. Mọi tạo vật ở đây theo phải hiểu là theo nghĩa rất là rộng, theo nghĩa là kiểu từ tất cả những thứ, từ vật chất đến tinh thần, thậm chí các cái ý nghĩ, đều là cái có cái sự dự phần và đều mang theo đặc tính của cái Thiên Chúa. Thế thì bởi vì cái quan niệm về cái tinh thần nhập thế đó nó ở khắp mọi nơi, nên là hiển nhiên thì nó cũng nằm ở trong cái tâm hồn của mình. Ta nhận thấy là nếu mà cái tính siêu việt ấy thông thường được hình dung như là một cái ánh sáng của trí tuệ, thì cái tính nội tại ấy lại được cảm nhận như là cái gì đấy nó có tính bí ẩn, nó thường được miêu tả bằng bóng tối hoặc là cái quầng sáng ở trong bóng tối. Tại vì người ta hay nói về cái tâm hồn của mình cũng như là một cái hố thẳm mênh mông ấy. Thế thì do đó là có những cái cách mà mình biểu hiện tính siêu việt đó, nó sẽ khác với tính nội tại, nó sẽ khác với cái tính siêu việt. Thì ở đây ta sẽ lần lượt đi vào ba cái đặc điểm trình bày, tức là cái sự đứt gãy, cái sự dấn thân ấy ở trong cái tình yêu thương. Thứ hai là tính siêu việt và tính nội tại ở trong các xem xét là nó ở trong các cái cách mà cái không gian đồng hành và nó trả lời các cái khái niệm này như thế nào. Sự dấn thân đấy thông thường có thể được hiểu nó giống như là một cái sự đứt gãy, tức là một cái việc mà một cái sự chuyển hóa của cái người ở trong cái đức tin đó, họ ít nhiều là đó họ từ dần dần họ bước vào một cái thế giới khác. Thì ở trong không gian ấy thì cái điều này thể hiện rất là rõ ở trong các cái kiến trúc kiến trúc tôn giáo đấy. Thì một trong những cái đặc tính của kiến trúc tôn giáo là nó tạo ra những cái đường biên mà để cách ly hoàn toàn với cái thế giới bên ngoài, bởi vì cái thế giới bên ngoài là thế giới của cái sự của trần thế, mà khi mình bước vào cái thế giới của tôn giáo ấy thì cái sự đứt gãy và cái sự chia cắt đấy nó càng phải được thể hiện một cách rõ rệt. Thì khi mà cái điều này cũng được thể hiện rất là rõ ràng khi mà mình xem xét các cái vấn đề về từ nguyên của các cái chữ như là chữ templum, nghĩa là cái ngôi đền, hay là chữ contemplation, là cái sự quán tưởng. Thì ví dụ như là hai cái từ này chẳng hạn, thì cái chữ templum và contemplation nó đều mang theo mình một cái căn tự có cái nguồn gốc Hy Lạp là chữ temenos. Bản thân cái chữ penos có nghĩa là cái sự tách rời, tức là cái cảm giác của cái không gian của tôn giáo mà mang theo nó luôn luôn phải biểu hiện một cái sự chuyển giao từ cái thế giới trần tục sang cái thế giới thiêng, bởi vì những cái không gian tôn giáo, tức là cái gọi là ngôi nhà của thần linh ấy, thì nó cần phải được tách rời ra khỏi cái thế giới mà bao quanh nó.
Tính siêu Việt. Cái chủ đề thứ hai của cái không gian thiêng là cái tính siêu Việt, hay là nó gọi là cái sự thăng hoa, tức là một cái sự khai mở từ ở trong một cái cơ chiều không gian mà nó biểu hiện một cái cảm giác xâm chiếm bởi cái tính chất hùng vĩ, hay là chất nhất hùng vĩ của công trình và cùng với cái ánh sáng của nó. Vì cái cảm giác hùng vĩ đó thì gọi là cái sự thăng hoa, tức là gọi là sublimation, nghĩa là sự châm chiếm của tính tràn đầy của cái siêu Việt, nó thống trị. Và ở trong nó thì cái người ta cảm thấy một cái sự thần phục trước cái vĩ đại. Đồng thời ở trong cái tâm hồn của mình, nó cũng sẽ mở ra một cái chiều kích có tính hướng thượng, một cái sự buông bỏ và thần phục trước cái gọi là trước cái đại ngã, hay là cái thượng đế đó. Cái tính siêu Việt đó nó là một cái đặc tính ở trong thần học Kitô giáo, nó là đặc tính của thượng đế. Bởi vì đặc trưng của cái thần học Kitô giáo đấy, đó là thần học về độc thần, chỉ có một cái thượng đế duy nhất mà thôi. Thì thượng đế được miêu tả là đấng toàn năng, omnipotent, toàn trí, omniscient, và toàn hiện, omnipresent. Thế này là cái nguồn gốc và tất cả những gì tốt đẹp nhất thì hiển nhiên là ngài phải được thể hiện ở trong cái sự vĩ đại. Thế cái vấn đề của cái tính siêu Việt đó, cũng như là các cái công trình nó thể hiện cái tính hùng vĩ đó, thì liệu là thực sự là ở bằng cái cách đấy mình có thể tắt cạn cái khái niệm về thượng đế hay không? Thì một trong những cái bậc giáo phụ thời Trung Cổ là ông là Anselm de Canterbury, thì ông ấy không cho là như thế. Ông ấy bảo là cái aliquot conihin majus cogitari possis, tức là cái aliquot là cái thứ đó, cái thứ gì đó, tức là thượng đế đó luôn lớn hơn tất cả những gì mà người ta có thể nghĩ ra. Thế thì tức là tất cả những gì mà nó thuộc về trần thế, nó có tính vật chất, thậm chí là tất cả các ý nghĩ, hay là nếu mà giả sử người ta nghĩ ra một cái con số cụ thể nào đấy, mình cứ nghĩ là nó rất là lớn rồi, tức là chỉ cần cộng thêm một thì là người ta đã có một con số lớn hơn đấy. Tức là cái ý của Anselm thì có nghĩa là tất cả những cái gì mà mình nghĩ về thượng đế ấy, nó đều không đủ lớn để so với cái bản chất của ngài. Thế có nghĩa là kiểu một cái mâu thuẫn là khi mà mình nói về cái sự vĩ đại đó, thì vô hình chung nó lại là cái sự phủ định cái sự vĩ đại của thượng đế. Thế thì trong cái cách mà Anselm đặt vấn đề thì từ đó thì nó sinh ra hai cái cách để mình hiểu về cách tiếp cận đối với thượng đế. Thứ nhất là về thần học phủ định. Thần học phủ định tức là theo bạn xem, người ta không thể nói trực tiếp về thượng đế về được, vì tất cả những gì mà mình nói về thượng đế thì mình tưởng tượng ra thì nó luôn có một cái gì đấy nó lớn hơn cái tưởng tượng ra đó. Thế nên mình chỉ có thể nói thượng đế về cái vĩ đại đó thông qua cái cách mà mình phủ định nó, tức là mình nói rằng ngài không phải là cái này, ngài không phải là cái kia, ngài không phải là ngọn núi, hay là ngài không phải là mặt trời. Tức là mình có thể chỉ thông qua bằng cách là nói rằng kiểu đây không phải là ngài, để mà hiểu là ngài là cái gì. Đấy. Cách thứ hai, cách này thì nó liên quan trực tiếp đến chúng ta hơn, đó là bằng cách cái ẩn dụ. Người ta không thể nói trực tiếp về cái vĩ đại, nhưng mà người ta có thể dùng các cái phương pháp ước lệ để nói về các cái vĩ đại. Thế khi mà người ta nói là thượng đế là ngọn núi là trong kinh thánh, thì hay là thượng đế là thanh gươm, thì người ta sẽ không hiểu là thượng đế là một cái ngọn núi, mà người ta ngầm tưởng như là thượng đế thực sự là một ngọn núi, nó có tính vĩ đại như ngọn núi, hay là có tính kiểu sắc bén như là thanh gươm. Thì đấy là cái cách về cái sự ước lệ, tức là sử dụng các hình ảnh. Cách thứ hai là về ẩn dụ. Ẩn dụ ở đây là ẩn dụ về tỷ lệ. Bởi vì người ta không thể nói là thượng đế là ngọn núi mà hiểu là thượng đế thực sự là ngọn núi đó, tức là có một cái chiều kích về cái sự hữu hạn đó.
thì người ta có thể nói là Thượng Đế là ngọn núi của các ngọn núi chẳng hạn, thanh gương của các thanh gương, tức là một cái ẩn dụ có tính tỷ lệ, mà tỷ lệ ở đây là tỷ lệ lũy thừa. Ngọn núi thì rất là to lớn đối với con người, mà Thượng Đế còn là ngọn núi của các ngọn núi nữa. Thế thì ở trong các cái cách mà tôi nhận thấy là thật ra là đây là một phương pháp mà tương đối là thông dụng để khi người ta nói về cái vĩ đại ở trong Phật giáo đấy, cũng có những cái ẩn dụ tương tự như thế khi mà người ta nói về sử dụng ẩn dụ với các sông Hằng chẳng hạn. Sông Hằng thì có rất là nhiều hạt cát, mà mỗi hạt cát đấy lại tưởng tượng như là một sông Hằng, ở trong đấy lại có vô số hạt cát, thì như thế là một cái ẩn dụ về lũy thừa, bội số để mà nói về cái công đức vô lượng của Đức Phật chẳng hạn. Thế thì đấy là một cái cách mà con người này, sử dụng các cái vấn đề về tỷ lệ, thay vì nói trực tiếp mình sử dụng các tỷ lệ để có thể tiếp cận được với cái vô cùng, với cái vô tận. Vâng, xin lỗi anh Cường, là mình còn 5 phút nữa thôi ạ. Vâng. À vâng, thế chắc không kịp ạ. Rồi mình sẽ cố gắng nói nhanh. Thế thì cái ta không thể nói trực tiếp về cái vô tận được. Thế thì cái đối với cái công trình kiến trúc cũng như vậy, thì cái tỷ lệ mà thì cái tỷ lệ và các tỷ lệ thì sẽ cho phép người ta mang cái công trình kiến trúc đó về cái tỷ lệ của con người, tức là về cái hữu hạn, để thông qua đó bằng cái cách loại suy mà mình có thể đi ngược trở lại mà để hướng đến, và thông qua các cái vấn đề về nhân hình học thì mình có thể vận dụng nó, không nói điều này về cách trực tiếp. Thì đấy cũng là một cái khi mà mình nhận thấy là kiểu không thể nói được, không thể dùng những cái vĩ đại để mang để nói về cái kinh nghiệm này, thì cái việc mà sử dụng các cái kích thước hoành tráng đó, nó cũng không hoàn toàn là nó thực sự là có cái hữu dụng, mà chỉ là mình sẽ nghiêng về cái vấn đề về các cái tỷ lệ. Thì đó giống như là một cái sự chuyển bước của cái, mình có thể hình dung nó như một cái sự chuyển bước của cái kiến trúc Gothic, tức là một cái kiến trúc mà nó nặng về cái tính ánh sáng và cái chiều cao, sang cái kiến trúc của Phục Hưng, tức là một kiến trúc mà họ đặt nặng cái vấn đề về về các cái tương quan tỷ lệ và cái sự hoàn hảo của các cái hình thức hình học, để thông qua đấy nó biểu lộ một cái đặc tính của Thượng Đế mà bằng cách gián tiếp chứ không phải là bằng cách trực tiếp, như là cái cách của cái thời của thời Gothic. Đấy thì cái tính nội tại đó, chúng ta đã nói về cái sự phức tạp của cái tính siêu việt khi nói về Thượng Đế, thì cái tính nội tại nó cũng có những cái vấn đề y hệt như thế. Rồi bởi vì thời gian khi mà nói về cái Thượng Đế như là một sự như là tất cả những gì mà hiện hữu, thì bởi vì chúng ta cũng là một cái sự hiện hữu nằm ở trong đó, cho nên chúng ta không thể có cái độ lùi để có thể nói trực tiếp về Ngài. Ở đây thì mình có thể sử dụng hai cái ví dụ, hai công trình của Siza và thứ hai là công trình của Corbusier, để mà có thể hiểu một chút vì làm sao mà cái kiến trúc sư họ họ như nào nhỉ, họ thao túng ấy, các cái vấn đề rất là phức tạp giữa cái siêu việt và cái nội tại như thế. Thì ở như ở trong cái công trình của nhà thờ Marco Canaveres của Siza, thì như thế ta thấy là cái ông ấy tạo ra một cái khối tích rất là khổng lồ ở trong, sau đó có thể dùng những cái ô sáng rất là lớn, nhưng mà đồng thời ở đấy thì các cái cung thánh hay là cái thập giá thì lại ở trong một cái góc tối hơn, và nó tạo ra một cái sự kết nối mà có tính thân mật hơn rất là nhiều. Cùng một lúc thì cái cửa sổ nằm ở phía ngang rất là dài ở phía bên tay phải ấy, để nó mở ra một cái cảnh quan của cái thung lũng ở bên ngoài. Và đặc biệt ở trong cái vấn đề này là cái cách mà Siza sử dụng cái gọi là cái gạch ốp lát ở cái cao độ
chia lưới ở cao độ khoảng 1.5 mét, tức là một cái cao độ rất là, một cái tỷ lệ rất là con người ấy, để nó mang lại cho cùng một lúc cái không gian này cả hai cái tính chất, về cái tính chất siêu việt và cái tính chất nội tại. Thì ở trong cái ví dụ của Corbusier thì lại nhấn mạnh hơn về cái sự thần bí của cái của cái tính nội tại ở trong, nghĩa là ở đối với cái nhà thờ sông công sau này thì nó chia làm hai cái cung thánh, một cái ở phía bên ngoài thì nó mở ra hoàn toàn với lại thiên nhiên, còn một cái ở phía bên trong ấy thì nó lại sử dụng những cái ánh sáng ngược, tức là một cái không gian mà tương đối chủ về cái tính tối và ánh sáng thì rất là sâu, mà chứ không phải là ánh sáng bát ngát như là ở trong các cái thánh đường của thời phục hưng. Đấy, thì cái phần 2 của mình thì mình sẽ nói rất là nhanh thôi về cái hai cái đặc tính mà mình thấy là thật ra là cái vấn đề của không gian mà để biểu hiện, để mà thể hiện cái tính các cái kinh nghiệm mặc khải đấy, nó cũng thực sự nó gặp rất là nhiều cái sự khó khăn xét như là xét riêng nó. Thế thì thực sự là nó cần phải được bổ khuyết bởi các cái thực hành mà xảy ra, mà chính cái thực hành này nó sẽ mang lại cái chiều kích thiếu sót của cái không gian, đó là cái chiều thời gian. Thì những cái đặc tính mà mình có thể trong cái thực hành đó thì cái quan trọng nhất của cái cộng đồng tôn giáo, đấy là cái vấn đề về nghi lễ. Thì nghi lễ đó có thể được xem xét giữa hai cái ý, nó là cái mô hình về cái con đường hay là cái sự diễn hành, thứ hai là cái sự lặp lại của cái tính chất lặp lại của nghi lễ nó nhìn nào. Thì cái cấu trúc con đường dẫn của cái nghi lễ đấy thì thật ra nó dựa trên một quan niệm rất là cổ xưa về phổ quát, về cái sự cải hóa của tâm hồn, trong khi nghĩa là cái tâm hồn ở trong tầng thế này đối với trong thần học ấy, thì nó cần phải, nó bị lạc lối và nó bị phân tán ở trong cái thế gian và nó cần phải đi quay trở lại về với cái ngôi nhà mà từ đó mà nó sinh ra. Thế nên trong cái từ cái những, thậm chí ở trong những học thuyết cổ xưa của Hy Lạp thì đó là quá trình người ta phải rời xa cái thế giới thường ngày, cái thế giới thường tục, cái thế giới mà ở trong đó là người ta bị vong thân ở trong vật chất, để tìm lại và nghĩa là hợp thân lại với cái một, với cái nguyên lý đệ nhất. Thì con đường nó ở trong Thiên Chúa giáo đó vẫn thường được thể hiện qua cái ẩn dụ về cái đứa con hoang lạc được quay trở về nhà, tái hợp với lại người cha. Thì cái vấn đề về con đường đó thản nhiên là nó phải được biên đạo, được ngắt nhịp và được tiết tấu ở trong không gian bằng các cái thiết chế về cao độ, về các cái điểm nhìn. Thì cái vấn đề này, cái chủ đề này cũng tương đối là cổ điển, nhưng mà tôi thấy là cái không gian nó thực chất là mà nói và nó phải được, nó sẽ được dần là cái thiết chế và điểm nó dẫn đạo và nó điều hướng cái chủ đề nghi lễ này. Cái đặc tính thứ hai của cái nghi lễ là cái tính chất lặp lại của nó, cái sự lặp lại, tức là cái sự lặp lại tạo ra thói quen. Theo cái nghĩa này thì mình có thể nói là tất cả các hành vi sinh hoạt của ta đều có tính nghi lễ. Thì trong các bằng chứng khảo cổ học ấy thì người ta nhận thấy là trong những cái thời gian định cư đầu tiên ấy, thì tất cả những hoạt động thông thường như là kiểu ăn uống và nấu ăn hay là tiếp khách đều, bản thân nó đều mang cái tính chất nghi lễ, bởi vì nó có cái tính chất lặp lại, cũng là cái đặc tính rất là đặc biệt. Sự lặp lại nó bản thân nó triệu hồi quá khứ và biến cái quá khứ thành một phần của hiện tại, nó chính là ký ức, nó cấu tạo nên cái chủ thể tính của mỗi người ở trong cái thói quen và trong cái sự hồi tưởng và cái sự lưu giữ cái quá khứ của mình. Đồng thời cái sự lặp lại cũng nghĩa là bổ sung vào cái ký ức một lần nữa, một lần mới nữa. Vì thế cái sự lặp lại vừa là lặp lại cái cũ, vừa là mang cái mới vào trong cuộc sống. Thì hiểu cái sự lặp lại như thế thì mình có thể hiểu dễ dàng hơn cái việc cái nghi lễ ở trong thì, trong Thiên Chúa giáo hay là trong tất cả các cái hoạt động tôn giáo, thì cái phần nghi lễ nó rất là quan trọng, bởi vì trong cái việc mà người ta hành lễ đó thì cái quá khứ đó nó lại được sống lại một lần nữa và nó có một cái sự hội thông với lại một cái truyền thống
với truyền thống, một cái hành vi mà có tính quyết định ở trong quá khứ hay trong cái huyền sử đó, thì cái cộng đồng nó họ được củng cố và sống lại một lần nữa trong cái truyền thống có tính căn cơ của mình thông qua quá khứ và trần thuật, sẽ được cụ thể hóa bằng cái hành động. Ở đây là các hành động như là mang thánh giá hay tụng kinh hay là kiểu hát đồng ca, trong cái con đường mà cái sự con đường, tức là cái không gian đã được hướng đạo và mạo hóa, họ hội thông một lần nữa với ký ức, đồng thời khiến ký ức được nhập thế ở trong hiện tại, thế mở ra cái khả thể của cái sự trải nghiệm của những cái người tham gia cái nghi lễ đó với cái truyền thống của chính mình. Như thế như vậy ta đã bắt đầu bằng cái việc phân tích cái kinh nghiệm tôn giáo và chỉ ra làm sao mà cái không gian thiêng này cần trả lời các câu hỏi của cái trải nghiệm này. Mình sau đó thì mình phân tích các đặc ba cái đặc tính cơ bản của cái kinh nghiệm đó, sau đấy lấy hai cái ví dụ để làm giải thích một cách ngắn gọn thôi, làm nào mà cái không gian nó trả lời những cái đòi hỏi về cái tính siêu việt và cái tính nội tại. Đấy, ta đã kết thúc bằng cái việc chỉ ra là cái bản thân không gian thiêng ấy, nó vốn không thể là tồn tại một cái độc lập mà nó cần phải có một cái chiều kích khác thông qua các cái sự hành lễ mà ở đấy còn, nếu mà không gian được giãn ra để mà có thể đồng hành với cái quá trình hành lễ thì thời gian nó dường như là được co lại bằng cách nó triệu hồi quá khứ một lần nữa ở trong cái hiện tại. Vâng, như vậy là phần trình bày của anh Cường cũng vừa kết thúc. Có lẽ đây là một phần trình bày cũng rất là nhiều nội dung lý thuyết và có những cái sự đan xen khác nhau về các cái dẫn chứng và những cái quan niệm kinh điển trong không gian thánh thiêng, mà ở đây mình đang nói là phạm trù ở đây là trong lĩnh vực trong Kitô giáo hay là Thiên Chúa giáo. Thì tôi nghĩ rằng là cái phần này sẽ còn được chúng ta sẽ thảo luận tiếp rất là nhiều, bởi vì những cái khối lượng kiến thức của anh Cường vừa đưa ra cũng khá là lớn, và để chúng ta có thể nắm bắt được một cách gãy gọn thì có lẽ nó cũng sẽ xong phải nhờ các anh chị em trong chương trình cùng thảo luận mở rộng thêm. Thì có lẽ bây giờ cho phép tôi xin được tiếp tục mời kiến trúc sư Vũ Hương ạ. Vâng, chị Vũ Hương có thể sẵn sàng để có bài trình bày của mình. Chị Vũ Hương có share màn hình ạ. Vâng. Vâng, tôi xin phép được share màn hình nhé. Vâng, xin giới thiệu mọi người bài trình bày thứ hai của chương trình, là bài trình bày có tên là Kiến trúc Thánh đương đại Việt Nam, những trường hợp tốt hiếm hoi. Bài trình bày do kiến trúc sư Vũ Hương và kiến trúc sư Tuấn Dũng là hai thành viên của văn phòng VNA, hiện nay các anh chị đang là kiến trúc sư thuộc Hội Kiến trúc sư Berlin và Kiến trúc sư Đoàn của Đức, và có văn phòng làm việc tại Berlin và Đà Lạt. Thì qua một số công trình mà chị đã làm việc ở Việt Nam và Đức thì cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mời chị Hương có bài trình bày. Rất mong chị Hương kiểm soát giúp vấn đề thời gian 30 phút. Xin mời chị. Vâng, xin chào mọi người. Tôi tiếp tục chương trình phần sau của bài giới thiệu của anh Cường. Khác với cả Cường về nói về tính thiêng của không gian và tinh thần của các nghi lễ, tôi đi vào những cái trường hợp mà thực hành rất là cụ thể, và tôi nói có thể là nói trong suốt cái quá trình mà 10 năm qua, hơn 10 năm qua chúng tôi đã đồng hành cùng Vienna thực hành ở Việt Nam và cả Berlin. Bài trình bày của tôi gồm 3 phần. Phần đầu tiên là một cái nhìn cơ bản tổng quan về công trình kiến trúc thánh. Phần thứ hai là một số tuyếp công trình Kitô giáo tiêu biểu gắn với những thời kỳ thay đổi trong tinh thần truyền giáo của giáo hội và bối cảnh chính trị tại Việt Nam, bối cảnh chính trị nói chung tại Việt Nam. Và trường hợp thứ ba là phần thứ ba là một số trường hợp trong hoạt động xây cất công trình Kitô giáo đương đại tại Việt Nam. Tôi xin được tóm lược rất là ngắn gọn cơ bản một cái nhìn tổng quát về các yếu tố phục vụ thần học trong công trình Kitô giáo, để tránh nói lại những cái phần mà anh Cường đã nói thì tôi nói rất là ngắn gọn. Trong suốt 10 năm qua chúng tôi luôn luôn suy ngẫm với một câu hỏi duy nhất là dân người tụ họp ở đâu. Ở trong Kinh Tân Ước không có một định nghĩa nào về nơi chốn hoặc là không gian của thánh lễ, được mệnh danh là đền thờ hoặc là nhà của Chúa cả. Đền thờ chính là Jesus Nazareth. Tôi xin trích dẫn một vài câu kinh thánh: vì sự đời anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và là thánh linh của Chúa Trời trong anh em sao. Vậy ở đây tôi có một cái hình của giáo sư Ca Đơn lễ lá những năm 91. Thì nếu mà đúng như tinh thần của kinh thánh thì đây chính là đền thờ
Cái khởi điểm đầu tiên ấy, thì sẽ không có nhà thờ hoặc là đền thờ riêng biệt, mà nó luôn luôn được tại gia, và nó cũng là những cái khởi điểm đầu tiên của những cái công trình đa năng, trong đó có tất cả các chức năng khác và nhà nguyện. Cũng lại là trong một câu kinh thánh thì ánh sáng yếu tố thần học chủ đạo cho xuyên suốt các công trình của nhà thờ, công trình của Kitô giáo. Ta là ánh sáng thế gian, để ai tin ta chẳng ở lại trong tối tăm nữa. Vậy tôi muốn, vì vậy trong không gian thánh lễ, yếu tố ánh sáng là quan trọng nhất. Mọi ý tưởng chủ đạo trong công trình kiến trúc thánh chủ yếu là xoay quanh vấn đề tìm ra quan hệ ánh sáng, mối quan hệ ánh sáng tại bàn thờ, tại cung thánh, mối quan hệ ánh sáng trong vùng của cộng đoàn tham dự thánh lễ. Tôi không ở đây, ở một cái slide này tôi không chủ định muốn đi sâu vào lĩnh vực của nghệ thuật lịch sử, nhưng mà của lịch sử nghệ thuật, nhưng mà chỉ tổng kết lại để chúng ta thấy được rằng là xuyên suốt từ thời đầu tiên, cái tuyết basilica đầu tiên cho tới thời kỳ baroque chẳng hạn, thì ánh sáng luôn luôn là chủ đề rất là chính trong không gian nhà thờ, và ở khu vực cung thánh là luôn luôn ánh sáng từ trên cao xuống này, sáng lòa này, cao vời vợi, và với những cái trang trí và họa tiết để nhằm mục đích tái tạo lại thế giới kỳ diệu của Thiên Chúa, với những cái diễn họa và điêu khắc từ những người thợ thủ công tài hoa nhất ở trong vùng. Như anh Cường đã nói, ở trong suốt cái thời kỳ lịch sử nghệ thuật này thì những nhà thờ cổ trước Công đồng Vatican II là cái hình thức tổ chức cộng đoàn chủ yếu, đó là con đường là gì, thì nó cũng là một cái yếu tố thần học trong kinh thánh. Thầy là đường, thầy là sự thật và là sự sống. Vậy con đường là mang tính tuyến tính, từ cửa đi vào và đi dần dần đến bàn thờ. Trong giai đoạn công đồng, trong giai đoạn những cái nhà thờ cổ này trước Công đồng Vatican II, thì chủ yếu là cộng đoàn xem dâng lễ, chứng kiến sự dâng lễ, có nghĩa là linh mục thay mặt cho cộng đoàn dâng của lễ lên Thiên Chúa tại vị trí công thánh, và làm thánh lễ được tổ chức bằng tiếng Latin, có nghĩa là cộng đoàn không tham gia thực sự thánh lễ mà chỉ là chứng kiến thánh lễ và dâng lễ. Vận động tiếp tới những giai đoạn lịch sử tiếp theo, thì cho tới những cái giai đoạn những năm 30 chẳng hạn, tôi cho rằng đây là một cái dấu mốc rất là quan trọng để đánh dấu được cái việc là nhiều khi kiến trúc và các tư tưởng của kiến trúc sư đưa ra lại đi trước cả những dấu hiệu mà chính thống của giáo hội. Bởi vì từ những năm 30, lần đầu tiên kiến trúc sư Rudolf Schwarz đã đưa ra một cái mô típ nhà thờ rất là trống rỗng. Nên mọi người có thể nhìn thấy rằng là tất cả những cái nhà thờ thời kỳ trước đó đều trang hoàng lộng lẫy, nhưng mà lần đầu tiên có một cái nhà thờ mà có mô tả một cái sự trống rỗng, thì nó chỉ là một cái khối của ánh sáng và không hề có bất cứ một cái trang hoàng nào cả. Và đây là lần đầu tiên gây ra một cái sự tranh cãi rất là gay gắt về cái việc là thế giới của Thiên Chúa lại có thể đơn giản như vậy sao. Nhưng kiến trúc sư Rudolf Schwarz đã đưa ra quan niệm rằng đây chính là một cái hiện hữu của đa giai, của sự ở đó đối diện với cả chính mình, ở đối diện với cả Thiên Chúa. Rồi là khi mà bước đến nhà thờ của Oscar Niemeyer thì mọi người bắt đầu thấy rằng cái tổ chức cộng đoàn đã khác đi, nó không còn là con đường nữa mà nó là trở nên tổ chức theo kiểu dạng vòng tròn mở, và cộng đoàn đã cùng nhau tham dự thánh lễ. Tới nhà thờ Donald Trump, rất là quen thuộc với mọi người, thì cung thánh không còn phân biệt thành một cái cung thánh khác biệt đối với cộng đoàn nữa, mà là cùng, thậm chí là còn thấp hơn cả cộng đoàn, và ánh sáng nó cũng còn nằm ở nhất quyết ở cung thánh nữa, mà lúc này biểu cảm ánh sáng đã khác đi. Có nghĩa là tôi cho rằng là những cái tư tưởng của các kiến trúc sư có khi đã đi trước cả cái cải tổ của giáo hội, bởi vì giáo hội mãi đến công đồng Vatican 65 năm 65 thì mới có những cái sự cải tiến về phụng vụ, ví dụ như là
cộng đồng đổi mới đời sống thánh hiến, mở ra đối thoại với những tôn giáo khác, tinh thần là Thiên Chúa ở gần với con người hơn, cải tổ nghi thức giáo lễ, giáo phục, thánh lễ bằng tiếng địa phương chứ không phải bằng tiếng Latin nữa. Rồi linh mục thì quay mặt về phía cộng đoàn và cộng đoàn cùng tham gia vào thánh lễ. Có nghĩa là sau cộng đồng cải tổ cộng đồng Đại Vatican II thì cái tư tưởng rằng Thiên Chúa ở gần với cả con người hơn, cũng như là cái việc rằng là cái giáo quyền đã đóng lại, đóng khép một cái thời kỳ của giáo quyền mà mở ra một cái thời kỳ của giáo dân. Một số các cái phương thức phụng vụ của kiến trúc sư Rudolf Schwarz năm 47 đưa ra mà nó mới mẻ, tức là nó đưa thổi lại một cái làn gió mới hơn là cái tuyết con đường cũ, gồm có là vòng tròn này và vòng tròn mở này, rồi một số những cái phương thức của ánh sáng, ví dụ như là vòm ánh sáng vòm trên cao, hoặc là những cái ánh sáng vòm ellipse. Vậy thì tôi xin tóm lược lại cái mục đầu tiên của tôi, đó là yếu tố phụng vụ và thần học cụ thể trong công trình kiến trúc công giáo vẫn là ánh sáng và cách tổ chức cộng đoàn. Tôi chuyển sang mục 2, một số tuyết công trình Kitô giáo tiêu biểu với theo dòng thời gian, thì tôi điểm lại một số các mốc thời gian rất là quan trọng, ví dụ như cái mốc khởi đầu khi mà các nhà thờ sai thâm nhập vào Đông Dương và Việt Nam, rồi cái mốc mà chính thức mình thuộc về thời thuộc địa của Pháp, và mốc đất nước mình bị chia cắt với mốc thống nhất trở lại, rồi những cái mốc về bùng nổ kinh tế, về đổi mới trong thế kỷ 17. Thì cái mốc giai đoạn truyền giáo sớm là những cái mốc mà xâm nhập khởi đầu này, thì ở đây trong cái diễn họa đầu tiên, những cái diễn họa đầu tiên về Tolkien, về kẻ trợ, ta đã thấy những cái không khí đầu tiên của những người châu Âu, ví dụ như đây là cái thương điếm của người Anh và người Hà Lan nhằm mục đích thương mại. Nhưng mà ở giai đoạn này thì theo một số tài liệu thì các cha thâm nhập đằng xa, ở đằng trong ấy, thì thâm nhập vào cửa Hà Tiên, rồi ở giữa miền Trung thì Quảng Yên, ở giữa là Quảng Nam, và ở ngoài thì là Quảng Yên, Thanh Hóa. Nhưng phần lớn các cha thừa sai thâm nhập vào dọc bờ biển mình để truyền giáo. Thì trong cái diễn họa của tất cả những cái diễn họa mà của các thánh tử đạo sử trả một, thì ta thấy là phần lớn đầu tiên các cha thừa sai ở làng mạc rất là xa xôi, rồi được dẫn về để sử, và vào thời đó thì là các cha thừa sai ở với dân ở trong làng, hoặc là nhà thờ có thể là từ tre, bằng tre nướng thôi. Tới thế kỷ 18-19 khi mà đức tin được củng cố hơn, rồi được sự ủng hộ của các triều đại bây giờ, thì các trung tâm truyền giáo mới xuất hiện. Thì tôi giới thiệu sơ là ví dụ như một cái trung tâm là Nam Định chẳng hạn, là một trong những cái vùng truyền giáo chủ đạo, mà xuất hiện những cái nhà thờ Tây, nhà thờ rất là lớn, nhà thờ chính mà mang phong cách kiểu Baroque, nhưng mà rất là chiết trung. Chiết trung là gì? Có nghĩa là các cha vẫn bị phụ thuộc vào vật liệu địa phương và thợ địa phương. Các cha dùng rơm, mật mía, gỗ, rồi đây chính là những cái địa điểm, những cái phòng thí nghiệm đầu tiên của các nhà truyền giáo phương Tây, mà qua những người thợ trung gian, những người thợ cả và kỹ thuật địa phương, để dẫn đến những cái hình thức kiến trúc rất là chiết trung. Ví dụ như là bàn thờ vẫn là sơn son thép vàng, rồi thậm chí là các cái thức gỗ ở trong thì là vẫn là như đình chùa, như là chùa, nhưng mà ở ngoài thì lại là có những cái thức cổng như những cái kiến trúc phương Tây. Một cái nhà thờ khác thuần Tây, nhưng mà vẫn có những cái yếu tố bản địa, đó là những cái vương cung thánh đường, những cái thánh đường lớn hơn, ví dụ như nhà thờ sở kiện này,
thì tỷ lệ và thức thì vẫn rất là phương Tây, nhưng mà vật liệu thì là sơn son, thiếp vàng hoặc là nhà thờ Phú Nhai vẫn có câu đối, ở ngoài là câu đối chữ Hán, ở trong là cái câu đối chữ Quốc ngữ, và tất cả những cái kiệu rước thì vẫn nguyên những cái hoa văn và vật liệu của địa phương. Bên cạnh các cái nhà thờ chất chung nhưng mà mang đậm tính phương Tây đấy thì lại vẫn là nhà thờ, có những nhà thờ thuần Nam, nhà thờ gọi là nhà thờ Nam, trong vùng địa phận Ninh Bình thì là rất là nhiều những nhà thờ Nam này ấy, thì vẫn nguyên những cái thức của cột mình, đó là của đình chùa mình, với sáu hàng cột này, con son này, với những phòng thánh lễ được tổ chức theo hình con đường, nhưng mà vẫn vào được từ hai bên, chứ không phải là chỉ vào được ở cổng chính. Rồi có những cái họa tiết Á Đông quen thuộc, sơn son thép vàng, thậm chí chuông cũng có thể được dùng nguyên của chuông chùa. Tuyếp nhà thờ Nam này cho tới nay là hoàn toàn không được xây lại và không bao giờ được, không được nhắc lại nữa. Cũng có thể là nguyên nhân là rất là khó xây, đòi hỏi nhiều công thợ, nhiều thợ thủ công tay nghề cao và nhiều cái công sức. Rồi chúng tôi cũng hoàn toàn không tìm thấy bản vẽ của chính xác của nó. Theo những cái quan niệm của người Á Đông trong những cái tiếp nhà thờ Nam này vẫn được truyền tải nguyên từ quan niệm phong thủy của người Á Đông, ví dụ như là hồ nước phía trước hoặc là âm dương ngũ hành. Những nhà thờ quay ra những con sông chẳng hạn, hoặc là những con ngòi, những con lạch qua làng. Rồi một số nhà thờ thì gắn gương tránh trấn trạch trừ tà ma, nhà ngăn yếm khí, tiêu biểu theo thuyết phong thủy đấy là nhà thờ Phát Diệm. Nhà thờ Phát Diệm thì vẫn quay theo hướng Nam, hướng của đế vương, rồi thánh nhân Nam Diện, Nhi Thính Thiên Hạ, rồi tượng Giê-xu vẫn cũng qua, tượng Đức Giê-xu quay về phía Nam. Phía trên của ao hồ thì là người ta xây phương đình. Theo quan niệm của phong thủy, phương đình là dương, là thái dương. Ao hồ thấp là âm, là thiếu âm. Song tuy cao nhưng phương đình chiếu xuống và soi bóng ao hồ nên được gọi là thiếu dương. Còn ao hồ thì tuy thấp nhưng mặt ao hồ đón ánh sáng mặt trời trở nên sáng láng, vì vậy gọi là thái âm. Rồi là tất cả những cái sự quay vần của thái âm, thiếu dương, thái âm theo một quan niệm lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, rồi bát quái sinh ra vô cùng, thì đó là những cái cầu mong sinh sôi bền vững mà điển hình của người Á Đông. Một tuyếp nhà thờ ở tất cả những cái trung tâm liên quan và gắn kết với cả tất cả trung tâm chính trị, đấy là những cái tuyếp ở nhà thờ lớn ở các thành phố. Nhưng mà theo tôi những cái tuyếp này so với vì do cái nguyên liệu và vật liệu địa phương lúc bấy giờ, thí dụ như nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn thì đã nguyên liệu là nhập từ Pháp, nhưng mà vẫn là thợ Việt Nam, và so với cả những cái thời kỳ nghệ thuật lúc bấy giờ tại phương Tây thì nó vẫn chỉ mang tầm thước của một cái nơi phương xa. Nó không phải là những cái ví dụ đặc điển hình hoặc là cao trào của những cái thời kỳ nghệ thuật bấy giờ. Có nghĩa là nó cũng vẫn mực thước thôi, chứ nó không phải là một cái gì đấy gọi là điển hình hoặc là quá quá lộng lẫy. Thì nhưng mà rất tiếc là sau này sau thời gian thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người là nó lại trở nên là một cái mẫu để sao chép hàng loạt ở Việt Nam mình. Rồi tới thế kỷ 20 thì Kitô giáo đã lớn mạnh ở khắp các địa phương ở toàn bộ các vùng ở trong đất nước, thì hình thức địa phương nhà thờ nhà nguyện địa phương cũng lặp lại nhiều để đi vào đời sống đức tin và tập quán ông bà của mình nhiều hơn. Ví dụ như đây một cái nhà nguyện của giáo sư Phú Thượng ở Đà Nẵng thì lặp lại nguyên một cái thức mái, một cái thức hiên của nhà rường, của điển hình của vùng miền Trung này, thì nó tạo ra một cái sự thân thuộc rất là quen thuộc trong đời sống đức tin và thờ phượng của nơi chốn. Ở trên cao nguyên là mạnh mẽ nhất, với tất cả những cái sắc tộc khác nhau của người dân tộc, những thức mái được cường điệu lên, được cường điệu hóa lên để trở thành một cái tuyếp, không phải là nhà thường nữa, nhà dân nữa, mà là một cái tuyếp của nhà thờ, thì biểu tượng cho Thiên Chúa. Nhưng mà vật liệu địa phương là gỗ,
được sử dụng rất là nhiều ở đây với kỹ thuật và cái sự khéo léo cũng như là gỗ đá tự nhiên chẳng hạn, tức là về hiểu biết về kỹ thuật và kết cấu trong trong cái việc sử dụng để xây xây các công trình này. Cái know-how ở đây tôi muốn nói đến cái know-how. Một cái ví dụ nữa là ví dụ như từ một cái thức nhà của người Lạch rất bình thường mà được cường điệu lên thành một cái nhà nguyện rất là đẹp ở chủng viện Minh Hòa, trong đó là trong đó tất cả những cái thức không gian trong chẳng hạn, tôi dám so sánh rằng là sau này ví dụ như kiến trúc sư Peterson Thor cũng tạo ra những cái tỷ lệ của không gian như này, thì bản thân tất cả những công trình này, những cái tỷ lệ tốt này đã tồn tại ở Việt Nam mình từ những năm 60-70 rồi, trong thời kỳ của dưới chế độ của miền Nam Cộng Hòa chẳng hạn, thì công giáo được chỉ định là quốc giáo. Dĩ nhiên là vẫn không thể nào mà có thể dập tắt được cái đạo Phật của mình và cái đạo ông bà, nhưng mà kiến trúc công giáo thời này ấy, nó thể hiện được một cái tư tưởng là muốn hòa vào với cả kiến trúc của thời đại, một cái thế hệ kiến trúc sư mới, một thế hệ xây dựng mới và hòa nhập với xu thế lúc bấy giờ của thế giới về kỹ thuật và vật liệu cũng như là thẩm mỹ đương thời nữa. Nghĩa là thí dụ như tôi muốn ví dụ một cái nhà thờ rất là cái trường hợp rất điển hình, khi mà nhà thờ cũ là nhà thờ thời Gothic được đập đi, được triệt hạ đi để xây lại, nhưng mà tuy nhiên là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã tạo nên một cái minh chứng của cái việc là cái kỹ thuật ví dụ như ở đây là kỹ thuật của khung bê tông điển hình của technology, của công nghệ và cái tính hiện đại về thẩm mỹ lúc bấy giờ, về cái khung bê tông để biểu cảm những cái trật tự kiến trúc ở trong không gian trong và trật tự của ánh sáng. Có nghĩa là đây là một trường hợp đập đi xây lại, nhưng mà theo tôi là thành công. Bởi vì sao? Bởi vì nó thể hiện được cái tính thời đại. Tóm lại là trong cái mục thứ hai này, tôi muốn nói về cái việc hòa nhập và củng cố những cái quan điểm thẩm mỹ và kiến trúc của kiến trúc Kitô giáo ở tại Việt Nam, và đưa đậm những cái yếu tố bản địa, những thức mái, những thức hiên, những thức phong thủy, chạm trổ, dân gian vào trong đời sống của đức tin. Vậy thì hiện tại bây giờ thế kỷ 21 là những gì đang xảy ra, một số trường hợp hoạt động xây cất hiện tại ở Việt Nam. Thứ nhất, tôi muốn đề cập đến trường hợp 1, trường hợp xây mới bằng cách sử dụng các mẫu sao chép có sẵn hoặc sửa đổi từ những nhà thờ nổi tiếng. Ví dụ như khi mà ta chỉ cần Google trên mạng thôi thì cũng đã ra rất là nhiều các cái model, những cái file kép có sẵn hoặc là được bán một cách rất là rẻ, để mà vẫn cứ mãi lặp lại một cái mẫu từ mấy trăm năm trước, thì theo tôi đấy nó không phải là một cái minh chứng của tính thời đại, của cái minh chứng được cái công nghệ và một cái quan điểm thẩm mỹ lẫn cái quan điểm về phụng vụ, về đức tin trong cái thời đại mới. Ta vẫn cứ sao xếp mãi những cái thứ ở 200 năm trước. Hoặc là trong một trường hợp khác, cũng ví dụ ở trong cái trường hợp này, đó là cái việc mà xây lại sao chép rất hàng loạt nhưng mà lại bằng một cái nguyên liệu, vật liệu vô cùng trong cái bối cảnh hiện đại, làm cho khiến chúng tôi liên tưởng đến cái tác phẩm hộp súp cà chua của Adivaho. Và chúng tôi cũng muốn đặt ra một cái câu hỏi rằng thực sự đây có phải là nghệ thuật nữa không, hay là một cái sản phẩm hàng loạt của công nghiệp. Một cái trường hợp thứ hai là phá bỏ nhà thờ cũ và cố gắng mô phỏng hay xây lại nhà thờ cũ nhưng mà lại không được như cũ với cái bối cảnh hiện tại. Một trường hợp điển hình đó là nhà thờ Bùi Chu, và nhà thờ Bùi Chu được đập đi nhưng mà lại quyết định xây lại cái na ná giống như cũ, nhưng mà với bối cảnh hiện tại cho nên tỷ lệ nó lại hơi khác đi một tí, hoặc là các cái vật liệu nó cũng hơi khác đi một chút. Nhưng mà với nhà thờ Bùi Chu thì tôi thấy rằng tôi đánh giá cao một cái động thái lần đầu tiên, có một làn sóng phản ứng dữ dội từ phía các nhà chuyên môn về kiến trúc và bảo tồn văn hóa ở địa phương về cái câu hỏi rằng là
chúng ta cư xử như nào với cả tất cả những cái công trình cũ như này, thay vì là cái việc quyết định rất là nhanh chóng trong việc đập đi. Mà nếu mà giả sử như phải đập đi xây lại thì chúng ta sẽ xây như nào? Một trong rất là nhiều trường hợp đó là đập đi xây lại, nhưng mà xây lại giống y hệt như cũ, nhưng mà bằng vật liệu mới, bằng vật liệu công nghiệp mới, nên khiến nó trở nên như một cái công trình của Disneyland. Tôi xin lỗi, tôi có thể nói một cách như vậy để các bạn có thể bật ra được, thấy các bạn có thể bật ra được cái ý mà tôi muốn truyền tải. Nó không khác gì những công trình resort và những công trình dân dụng khác. Và một cái khả năng khác, trường hợp thứ ba, đó là trường hợp mà chúng tôi có thể đưa ra trong suốt 10 năm quá trình hành nghề của chúng tôi về suy niệm về một cái concept cho công trình công giáo mới. Đó là những cái yếu tố rất là cũ, là ví dụ như yếu tố hồn nơi chốn này, những cái tính quê hương này và tính trong suốt để tạo nên cái nhà thờ Chúa. Và trong hơn 10 năm qua thì chúng tôi luôn luôn sử dụng cái concept này để đồng hành trong tất cả những cái xuyên suốt trong tất cả những cái thiết kế nhà thờ của chúng tôi. Liệu mình còn thời gian không ạ, Tuấn Anh? Chắc là hết thời gian rồi đó. Dạ chưa, chị Hương còn 10 phút nữa. À, ok. Vậy thì tôi xin nói một chút về ba cái tổ hợp bộ ba này của concept của chúng tôi là thời tính trong suốt. Thì cái tính trong suốt là cái tính mà chúng tôi theo đuổi, nó có nhiều cái cách trong suốt, nhưng mà về cơ bản tôi quan niệm rằng trong suốt là cùng một lúc nhìn ra được nhiều sự thể trong không gian, cùng một lúc nhìn được nhiều yếu tố trong không gian nhất có thể. Và cái sự trong suốt này nó không chỉ nằm ở trong cái tính vật chất vật lý, mà nó nằm ở trong cả cái tính xã hội. Chúng ta cần sự trong suốt hơn trong tất cả mọi quyết định trong xã hội, và một cái xã hội càng trong suốt bao nhiêu về chính trị, về văn hóa, về tập tục, về con người, về mối quan hệ, thì cái xã hội đó cũng có thể là văn minh hơn, mà cũng có thể là có tính chất khác đi với cả một xã hội mà không trong suốt. Tôi không muốn nói là nó tốt hơn, chưa chắc nó có thể là tốt hơn. Thế nhưng mà chúng tôi luôn luôn sử dụng một cái cách trong suốt thứ hai, đó là cái việc lặp đi lặp lại rất là nhiều sự thể trong không gian, và cùng một lúc có thể nhìn được nhiều sự thể hiện ra trong không gian. Cái tính trong suốt, tính nơi chốn thì anh Cường đã nói rất là kỹ rồi. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, ở bờ phía tây của đền thờ Erichthon, luôn luôn từ 1000 năm nay vẫn có một cái cây ô liu tạo ra cái tính nơi chốn. Tính nơi chốn nó không chỉ nằm ở trong cái hình hài đâu, không phải là cái hình hài của cái nhà đâu, mà tính nơi chốn mà nhiều khi nó còn cả là những cái yếu tố thuộc về nó, rất là luôn luôn tồn tại ở đó, và tạo ra cái tính thiêng. Ví dụ như ở trong cái bức của họa sĩ Nguyễn Gia Trí chẳng hạn, thì tính nơi chốn ở đây là tất cả những gì đó rất là quen thuộc về đời sống và tập tục của mình, tập quán của mình, những cái tà áo dài, những khăn đóng, những cái họa tiết mây, trang trí mây, nhưng mà tuy nhiên là vẫn ở trong cái âm hưởng rất là chung của Kitô giáo, trong cái đêm thánh. Rồi thí dụ như khi mà ở trong quyển Architecture Without Architect thì cũng nói đến cái vấn đề là đối với cả tất cả những cái dân tộc thì cái mái đối với họ rất quan trọng, khi họ chuyển nhà họ chuyển cái mái. Vậy qua cái bộ ba concept này, tôi giới thiệu đến ba số phận điển hình của công trình của chúng tôi. Thì số phận đầu tiên là một cái số phận công trình nhà thờ mà chúng tôi đang sắp sửa thực hiện, đang chuẩn bị trình bày và bảo vệ với các hội đồng của giáo xứ, nhưng mà lại gặp COVID, cho nên là chúng tôi cũng không biết rằng cái số phận của cái project này nó sẽ tới đâu. Nhưng mà cái đó là nhà thờ của giáo xứ Thới Hòa tại Bình Dương. Nhưng có một điều thú vị ấy, là khi tôi nhận cái nhiệm vụ thiết kế thì cái người đại diện của giáo xứ đó là vị linh mục đại diện của giáo xứ đưa ra một bài tập mà tôi thấy rất bất ngờ và hứng thú. Đó là đây là một giáo xứ gồm 12.000 dân, chủ yếu là công nhân. Thành ra vị đại diện này đã đưa ra một cái bài tập là tôi muốn cái nhà thờ nó phải mang âm hưởng của một cái nhà máy, nhưng mà không phải là nhà máy của sản xuất hàng hóa, mà là nhà máy của tình yêu,
sản xuất tình yêu. Thì nói chung là tôi, đối với tôi liệt tiếp xúc rất là nhiều với cả những bài tập khác nhau ở trong suốt quá trình 10 năm, hơn 10 năm thiết kế nhà thờ, thì tôi thấy đây là một bài tập rất là thú vị và bất ngờ. Thành ra tôi, chúng tôi đã quyết định là nghiên cứu rõ cái âm hưởng của cái đô thị Bình Dương, sau đó thì để có thể cường điệu hóa như nào đó trở nên một cái nhà thờ mang âm hưởng một cái nhà máy nhưng mà lại vẫn là có tính thiêng của nó. Ví dụ như với tất cả những cái yếu tố thần học, ví dụ như kết cấu, hệ kết cấu chúng tôi quyết định nó như 12 thánh tông đồ chẳng hạn và bác thánh giá, rồi cái thánh giá là một cái cơ thể sáng để tạo ra cái ánh sáng của không gian trong, rồi là một cái hình ảnh điển hình ở trong Kinh Thánh, đó là lều hội ngộ. Bởi vì trong cái cuộc di dân ở trên sa mạc ấy, thì Chúa cũng có hẹn ông Môsê là đi ra cái lều này thì lúc đó sẽ được gặp gỡ Chúa. Cái lều này sẽ là một cái nơi để gặp gỡ Thiên Chúa. Thì nhà thờ được tổ chức theo hình thái con đường cổ điển do cái tính hẹp của khu đất và hẹp và chật chội của khu đất. Nhưng mà ngoài những không gian thánh lễ chính thì chúng tôi tạo ra những lớp không gian đệm, thì nó không những là đệm về vấn đề ngăn cách giữa thế giới trần tục và thế giới thánh thiêng, mà là còn là những cái vùng đệm về khí hậu, về ánh sáng, và tạo nên một cái không gian tuyệt đối của cái quan hệ tuyệt đối của không gian, quan hệ ánh sáng tuyệt đối của không gian thánh lễ ở bên trong. Và hiện tại là chúng tôi đang rất là cầu nguyện cho giáo sứ Thới Hòa để sau đại dịch họ vẫn còn có thể có tiềm lực và quyết tâm để thực hiện dự án này thành công. Một cái trường hợp thứ hai là một trường hợp dự án hỏng giữa chừng, đó là nhà thờ của giáo sứ Cù Và nằm ở Quảng Ngãi, ở miền Trung. Thì đây là một cái ở miền Trung có một cái bối cảnh rất là đặc biệt, đấy là cái hệ cảnh quan của họ là đặc trưng là những cái cây cao, những cái rừng, những cái đảo cao rất là sát xít nhau mà mang thẳng đứng mảnh, tạo nên một cái texture rất là kỳ diệu của nơi chốn ấy. Thành ra là chúng tôi khai thác rất là kỹ cái texture của nơi chốn này và tạo ra cái tính transparency cho không gian thánh lễ, và cũng để đảm bảo một cái quan hệ ánh sáng tuyệt đối luôn luôn ở trong ngày cho cộng đoàn, cho phòng thánh lễ, cũng như là tất cả những cái khu vực đệm, vùng đệm về khí hậu và về ý nghĩa thánh thiêng. Thì chúng tôi cũng lấy từ những cái tuyết nhà rất là bản địa, bình thường thôi, không cần phải là những cái nhà đặc sắc hoặc là những cái nhà mang tính tiêu biểu, nhưng mà chúng tôi cũng diễn lại tất cả những cái khai thác lại tất cả những cái yếu tố của hàng hiên, của vùng đệm, của vật liệu ngói chẳng hạn địa phương cho cái công trình đó. Nhưng mà rất tiếc là tôi muốn kể ở đây không phải là kể về thiết kế, mà tôi muốn kể ở đây là về cái quyết định và cái số phận của công trình. Bởi vì sau 2 năm thiết kế, chúng tôi thậm chí là với một cái lễ đặt viên đá đầu tiên rất là hoành tráng, rất là đông đủ các quan khách dưới cái chủ đạo, dưới cái vị chủ tế là giám mục của giáo phận địa phương. Thì sau đó chúng tôi rất bất ngờ và không hề có một cơ hội đối thoại nào với cả giáo xứ cả, mà bị bất ngờ là dừng lại, dự án dừng lại, và cuối cùng thì nó được quyết định xây một cái tuyếp như này, mà quý vị đã thấy rằng là nó là một cái tuyếp rất là công nghiệp và hàng loạt ở trước đó. Và mà trước đó tôi đã nói là về cái hộp cà chua hộp ấy. Tôi đã nói về cái trường hợp cà chua hộp công nghiệp ấy. Thì chúng tôi cũng rất tiếc là không hề có một cái cơ hội nào để đối thoại với giáo xứ, để tìm ra được một cái giải quyết các cái khúc mắc và tìm ra được một cái giải phương án phù hợp hơn với giáo xứ. Còn một cái số phận thứ ba ấy là công trình nhà thờ Ca Đơn thì mọi người đã quá biết rồi cái tính sống động của nó và được minh chứng sau 10 năm sử dụng, gần 10 năm sử dụng. Nó được xây dựng, nó được yêu mến từ lúc xây dựng. Ví dụ như là công bà con phơi gỗ tự nhiên chẳng hạn, và toàn thể giáo xứ cùng với nhau chia nhau ra, vì bây giờ chúng tôi không có một cái tài sản đó là những cái thợ thủ công tài hoa địa phương để tạo ra những cái điêu khắc khác thường như trước nữa, nhưng mà chúng tôi có một cái tâm tình, một cái tấm lòng, và cùng với nhau chúng tôi làm tất cả mọi thứ cực kỳ trau chuốt,
thậm chí là đến cả gỗ chúng tôi cũng phơi tự nhiên và luôn luôn phải có nhiều người canh mưa để có thể chạy kịp gỗ vào trong, mà từng từng cái vị trí của những cái cửa lùa mà nhiều nhiều trăm cân nửa tấn nó được trau chuốt, thì đây tôi thấy rằng là nó là một cái đời sống của đức tin và của đời sống của sự dâng hiến cho cái công trình nhà thờ. Thì mãi đến sau này khi mà các bạn search trên mạng nó vẫn được yêu mến đến tất cả bây giờ, và tất cả các bài báo, tất cả những cái thậm chí là những tụ điểm check-in này kia thì nó vẫn là sống động. Vậy thì kết thúc lại cái phần thứ ba của tôi trình bày, đó là số phận công trình quá mong manh, trong đó chúng tôi kiến trúc sư phải đối diện với quá nhiều điều kiện khó khăn và rào cản của hiện thực. Niềm tin của chủ đầu tư đối với kiến trúc sư là quá ít, các cái quyết định về suất đầu tư rất là ít, khối tích của công trình luôn luôn quá to so với cả năng lực của giáo xứ, và não trạng của những người quyết định có tính cấp tiến hay không, hay là thụt lùi, hay là xây vẫn lại nhái lại những cái công trình cổ của vài trăm năm trước, thì đó là một cái câu hỏi ngỏ mà tôi muốn sau cái buổi trình bày hôm nay tôi được đặt ra cho công chúng. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn kiến trúc sư Vũ Hương. Một lần nữa rất là cảm thấy lôi cuốn bởi phần trình bày của chị Hương qua các cái dữ liệu cũng như là qua các quan điểm cá nhân, đặc biệt là với những dữ liệu tổng kết về lịch sử kiến trúc của các thánh đường hay là Kitô giáo có mặt ở Việt Nam từ những ngày đầu tiên đến giờ, cũng như là đến đoạn phần chị có những cái số phận mong manh của kiến trúc và những cái thông điệp rất là mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng đó là những cái chất liệu để chúng ta có thể tham gia vào cái phần thứ hai, là cái phần thảo luận và trao đổi thêm giữa tất cả những anh chị em trong chương trình. Thưa mọi người, tại lúc này thì chúng ta đang có gần 300 người đang theo dõi trực tiếp chương trình trên webinar, và trong phòng thảo luận thì chúng tôi cũng có khoảng gần 40 người đang có mặt. Có thể xin được giới thiệu một số anh chị em, các khách mời như anh Phó Đức Tùng, anh Nguyễn Sử, tôi có thấy anh Dương Chí Thành đến từ Lịch Sư, đặc biệt có chị Nguyên Hạnh Nguyên, là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyên Hạnh Nguyên đang là giảng viên của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Có anh kiến trúc sư Phạm Khánh Toàn, hiện nay đang phụ trách chương trình đào tạo nghề nghiệp kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Có anh Nguyễn Huy Khanh, đặc biệt có kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất, cũng là một kiến trúc sư lớn tuổi và giàu kinh nghiệm. Anh Nhân Nguyễn từ Thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Đại Nghĩa đến từ văn phòng Nghĩa Village. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái phần này sẽ mới là phần quan trọng, và có thể cả anh Khánh Phương, anh Tránh Phương, rất nhiều anh chị chúng tôi không giới thiệu được hết. Bây giờ thì đặc biệt là có cả anh Tuấn Dũng cũng đang ở Venice, cũng tham gia trực tiếp. Anh Tuấn Dũng và chị Vũ Hương là hai người cũng đã tham gia chủ lực trong bài trình bày vừa rồi, và chị Hương là người thay mặt cho nhóm để phát biểu. Chúng tôi rất là hy vọng như vậy. Bây giờ thì xin được mời Tiến sĩ Phó Đức Tùng, sau hai phần trình bày của hai diễn giả thì xin mời anh có thể có những trao đổi từ phía góc nhìn vừa là cố vấn của chương trình cũng như là một người theo dõi các hoạt động kiến trúc. Vâng, xin mời anh Phó Đức Tùng bật micro. Vâng, rất cảm ơn anh Cường và chị Hương đã có những cái bài trình bày rất là hấp dẫn và rất là nhiều thông tin. Thì tôi nghĩ rằng thì là có lẽ tôi sẽ có một chút cái tìm cách khâu nối giữa hai cái phần này một chút để mọi người chốt lại được một số những cái ý chính. Bởi vì là cái phần của anh Cường thì nó nặng về cái phần thần học, và nó mặc dù anh Cường cũng đã có một số những các cái trình bày nó có liên quan đến cái giải pháp không gian, nhưng mà tôi nghĩ là nó là đối với những người mà chưa nghiên cứu về cái này thì có thể nó vẫn chưa được rõ. Thế còn phần của chị Hương thì cũng đã có nêu những các cái yếu tố thần học ban đầu về ánh sáng, và từ đấy dẫn đến những cái giải pháp không gian cũng như là những cái nhận định về không gian. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái đây nó mới chỉ là một phần thôi so với những cái mà anh Cường đã trình bày. Vì thế tôi muốn là tổng hợp lại hai cái phần này một chút để mọi người có thể hình dung ra cái nội dung chính của cái cuộc nói chuyện hôm nay trước khi chúng ta đi vào thảo luận. Thế thì tôi nghĩ là trước hết là chúng ta có thể chốt lại một cái thông điệp mà anh Cường đưa ra ban đầu ấy, là một cái không gian thánh thiêng dứt khoát phải là một cái không gian mà nó thể hiện cái
tinh thần của cái mặc khải. Cái đấy là chúng ta có thể chốt với nhau là chắc chắn là như thế rồi. Thế thì cái mặc khải đấy là gì? Thì có nghĩa là một cái trải nghiệm mà thế nào là Chúa hoặc thế nào là Thượng Đế hay gì đấy. Thế thì cái đấy chúng ta cũng chốt chắc chắn là như thế rồi. Thế nhưng mà thế nào là Thượng Đế thì trong Kinh Thánh nó có ba cái khái niệm mà lúc nãy anh Cường cũng có nói cả. Nhưng mà anh Cường không nói một cách là rất là rõ ràng ra là ba khái niệm đấy. Cái thứ nhất ấy, là Thượng Đế là vĩ đại, là toàn năng, tức là một cái gì rất to. Cái thứ hai ấy, là Chúa là ánh sáng hay là sự sáng, mà từ đấy thì có thể đem lại cái ánh sáng vào bóng tối, đúng không ạ? Và cái thứ ba ấy, là Thiên Chúa là tình yêu. Thế thì đấy là ba cái khái niệm rất là cơ bản ở trong Thiên Chúa giáo và nói về cái câu chuyện mặc khải, ba cái trải nghiệm của người ta về thế nào là Thiên Chúa. Đấy là thứ nhất. Và ở trong tất cả các cái không gian thánh thiêng nó sẽ thể hiện một là cả ba cái khái niệm đấy, hai là nó sẽ chú trọng vào một trong ba cái khái niệm đấy tùy cái năng lực cũng như là cái quan điểm của giáo hội cũng như là của kiến trúc sư tại cái thời điểm đấy thì họ thiên về cái hướng nào. Nhưng mà nói chung là nó sẽ có ba cái nội dung đấy. Và cái thứ hai anh Cường cũng nói rất là rõ ấy, là trong cái câu chuyện mặc khải này thì nó có hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là cái tính siêu việt. Thì cả ba cái khái niệm tôi vừa nói đều thể hiện cái tính siêu việt của Thiên Chúa. Tức là cái tính siêu việt nó được thể hiện bằng ba cái thứ đấy, bằng sự to lớn, bằng sự ánh sáng, bằng sự sáng hay là bằng tình yêu, đều là cái tính siêu việt. Nhưng có một cái tính thứ hai mà nó rất là đặc biệt của Thiên Chúa giáo. Tức là cái tính siêu việt đấy là một cái đặc tính của Thiên Chúa, nhưng mà nó lại được thể hiện trong nội tại của mỗi con người. Tức là cái khả năng mà cảm nhận cũng như là hòa nhập với Thiên Chúa, nó nằm ở trong bản chất của mỗi con người. Có nghĩa là cả ba cái tính chất đấy, cái thuộc tính về sự vĩ đại, thuộc tính về tình yêu và sự thuộc tính về sự sáng đều nằm trong nội tại của từng con người một. Đấy, và chính vì nó nằm ở trong nội tại của từng con người một cho nên con người mới có khả năng hòa đồng với Thiên Chúa và Chúa mới có khả năng thâm nhập vào từng con người một. Và đấy chính là cái câu chuyện cơ bản của thần học của Thiên Chúa giáo. Thế thì đấy là cái câu chuyện thứ hai. Và câu chuyện thứ ba là vậy thì từ cái ba đặc điểm siêu việt và từ cái câu chuyện là ba đặc điểm đấy đều nằm ở trong nội tại của con người thì nó sẽ được thể hiện ở trong không gian như thế nào? Thì cái không gian thánh thiêng ấy là một không gian mà nó phải làm thế nào để người ta cảm nhận được cùng một lúc cả hai câu chuyện đấy. Tức là câu chuyện về sự siêu việt và câu chuyện về cái chuyện là cái sự siêu việt đấy nó có thể nằm ở trong nội tại của mỗi người. Đấy là một cái yêu cầu đối với một cái không gian thánh thiêng hay là một cái không gian tòa thánh hay là thánh đường. Thế thì để mà thể hiện cái câu chuyện thứ nhất, tức là Chúa là sự vĩ đại ấy, thì nó có hai cách thể hiện. Cái cách thể hiện thứ nhất là cái cách thể hiện rất là cổ đại, tức là Phantom Est Magnum ấy, tức là cứ to là vĩ đại. Thì người ta làm một cái công trình nó to đùng lên, cứ càng to thì người ta sẽ trực tiếp cảm nhận được cái sự vĩ đại. Đấy. Và cái cách thứ hai ấy, là tỷ lệ, tức là trong tỷ lệ một việc, một cái vật dù nhỏ nhưng mà nó có tỷ lệ của vũ trụ thì nó đại diện cho vũ trụ. Đấy. Thế thì nó có hai cách đấy, như tôi đã nói là để thể hiện sự vĩ đại thì nó có cách là bằng khối lượng và bằng tỷ lệ. Cái thứ hai ấy, là để thể hiện cái tính gọi là ánh sáng thì nó có cách là thứ nhất là thể hiện trực tiếp cái ánh sáng, nhưng mà cái cách thứ hai ấy, là làm thế nào để cho cái ánh sáng đấy nó được cảm nhận được bởi mỗi một con người. Thì về cơ bản đấy là nó sẽ có hai câu chuyện. Một cái câu chuyện thứ nhất là một câu chuyện đã thể hiện ánh sáng dưới một cái góc độ là một cái thực thể linh thiêng đối diện với con người giống như là một cái nguồn sáng. Và một cái cách thứ hai là thể hiện cái khả năng transparency, tính chính là cái khả năng xuyên sáng vào mọi đối tượng, trong đó có từng con người một. Đấy. Thì cái cách thứ nhất là thể hiện nguồn sáng. Chúa là một nguồn sáng,
là một cách, và thứ hai là Chúa là một cái sự sáng mà nó có thể xuyên suốt vào trong từng cái details một, từng cái chi tiết một, trong đó có từng con người một. Thì đấy là chính là cái khái niệm transparency mà bạn Vũ Hương đã nhấn mạnh, là theo bạn Vũ Hương thì cái khái niệm transparency là một cái khái niệm nó gần nhất với cái chuyện là thể hiện ánh sáng. Và cái câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện về tình yêu. Thì cái không gian Thiên Chúa nó cần phải thể hiện được tình yêu. Thế nhưng mà làm thế nào được thể hiện được tình yêu của Chúa? Và đặc biệt là cái tình yêu của Chúa đấy nó lại phải nằm ở trong nội tại. Thì nó có nhiều cách, mà cái cách thứ nhất để mà thể hiện tình yêu này nó giống như là những cái đô thị thời Trung Cổ ấy. Tức là cái nguyên tắc của nó gọi là Imitatio Christi ấy, là học theo gương của Chúa, thì làm ra những cái không gian mà nó để thể hiện tình yêu và cái tính cộng đồng. Nhưng mà cái cách thứ hai ấy, cũng chính là cái cách mà bạn Vũ Hương đã dùng cái khái niệm là nơi trốn hoặc là native home ấy. Chính là cái câu chuyện là cái tình yêu được thể hiện qua cộng đoàn. Có nghĩa là trong cái tập thể đấy, người ta sẽ thể hiện ra cái tình yêu. Thế thì cái khái niệm cộng đoàn và cái khái niệm gọi là nơi trốn và cái khái niệm là cái mái nhà này, tại sao lại là cái mái nhà của tôi ấy? Tức là cái mái nhà mang tính chiết chung, mang cái tính là bản địa ấy, mà nó lại được dùng để mà thể hiện cái tòa thánh. Bởi vì là cái đấy cũng chính là một cái khái niệm ở cái chuyện rằng là cái nhà của tôi cũng chính là cái nhà của Chúa. Đấy. Và mỗi con người thì đã đành, nhưng mà mỗi một cái nhà mà bình thường chúng ta dùng cũng có thể là một cái nơi trốn của Chúa. Và ở trong đấy thì cái chủ thể chính là mỗi con người là đã đành, và sau đó là đến cái cộng đoàn sẽ là cái vấn đề chính cần được nhấn mạnh ở trong cái không gian đó. Thế thì tóm lại là tỷ lệ hay là cộng đoàn hay là ánh sáng thì nó vẫn xoay quanh cái câu chuyện là mặc khải, và nó xoay quanh cái story về cái lý thuyết thần học của Thiên Chúa giáo, và từ đấy nó dẫn đến những các cái giải pháp kiến trúc khác nhau. Đấy, thì tôi xin có một cái gọi là tìm cách khâu nối giữa cái bài phát biểu của anh Cường và chị Vũ Hương để mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn cái chủ đề của cái buổi nói chuyện hôm nay, và mình xin chuyển giao lại mic cho mọi người có thể thảo luận. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phó Đức Tùng. Qua phần tổng hợp lại của anh thì chúng tôi cũng thấy rất là rõ ràng được các cái nội dung cơ bản của hai diễn giả, từ anh Cường đến chị Hương. Rõ ràng đây là một sự phối hợp rất là tốt về nội dung. Và qua cái sự trình bày về lý thuyết của anh Cường và chị Hương có bổ sung thêm về các thực hành, thì chúng ta có thể thấy rõ được các cái công trình kiến trúc mà làm việc trong cái không gian thánh đường nó có những cái nguyên lý. Những cái nguyên lý này nó thuộc về nội hàm của công năng, thuộc nội hàm về tinh thần, mà các kiến trúc sư cũng như những cái người xây cất nếu không nắm vững được thì cũng rất là khó để tạo nên được cái tinh thần, cái atmosphere cho dự án. Bây giờ xin hỏi các anh chị trong phòng thảo luận ạ, các anh chị nào có câu hỏi với các diễn giả hoặc là có cái chia sẻ gì thì xin mời các anh chị có thể chủ động bật mic. Và các cái phần trao đổi này chúng ta cố gắng ngắn gọn vì thời lượng của chương trình cũng rất là mong có nhiều được ý kiến. Vâng. Có thể xin mời trước được không ạ? Sau đó thì anh chị nào có ý kiến thì sẽ xin dùng ký hiệu giơ tay đi ạ. Xin được hỏi anh Nguyễn Nhân trước được không ạ? Vâng, chắc là anh là một người rất là gần gũi với các công trình tôn giáo vì đây cũng là một cái văn hóa của anh. Thì xin hỏi anh là anh nghĩ thế nào về hai bài trình bày của hai người kiến trúc sư nói về các cái công trình tôn giáo thánh đường này? Vâng. Xin chào mọi người. Cũng nói chung là cũng rất là lâu mới có được một cái buổi để nghe về một cái gì đó nó mang tính sâu trong vấn đề kiến trúc. Mình cũng chia sẻ một xíu ở trong đây ấy, trong cái đoạn mà trình bày ấy, thì mình nghĩ là cái vấn đề nơi trốn ấy, thì có lẽ là nhiều người không có theo đạo tôn giáo, cho nên nhiều khi cũng không hiểu được là cái vấn đề bí tích thánh thể là cái sự hy sinh của Chúa cho con người và dùng cái tình yêu của mình để chết cho nhân loại và sự tha tội. Thì cái đó là chính là cái transparency cụ thể nhất của trong một cái thánh lễ. Thì khi mà con người càng thanh lọc mình, càng tiến gần về cái sự yêu thương và sự tha thứ,
thì ánh sáng nó tự mọc hết ra và nó tự lộ hết ra để mà nó có transparency ấy. Thì đó chính là Chúa đã nói rằng là cái tâm hồn của người chính là cái đền thờ ngay tại đấy. Mình càng transparency, mình càng thật với lòng mình càng yêu thương loài người, mình càng tha thứ thì mình sẽ tạo ra cái chỗ đấy. Thì cho nên cái tất cả những cái ý nghĩa xa xôi khác thì nhiều khi trong cái quá trình hành trình của con người để biến thành một cái người Kitô giáo hành lễ chẳng hạn, thì họ luôn luôn dùng cái đó là cái cốt lõi, và nó lặp đi lặp lại hàng ngày trong trong những cái buổi lễ, hoặc là hàng tuần họ phải đi lễ. Thì đó là cái điều mà mình chia sẻ cái thứ nhất. Cái thứ hai là về vấn đề phần lớn là mình không thấy là một câu chuyện rất lớn, đó là câu chuyện hành hương. Ở trong nguyên cuộc đời của cái người Kitô giáo là luôn luôn nói đến câu chuyện về miền đất hứa, là nó hình thành ở trong rất là nhiều công trình kiến trúc. Là phần lớn ngày nay thì người ta lược bỏ ra chứ người ta không có đưa vào, nhưng mà ngày xưa chẳng hạn thì trong những công trình cổ chẳng hạn đều thể hiện rõ là những cái khu từ cái khu mà để cho người ngựa người ta ở lại, người ta cắm trại, người ta chờ đến cái ngày lễ, và những câu chuyện hành hương nó vẫn còn rất nhiều. Ở đây mình cũng nói lên là cả cái tính chất kiến trúc đô thị của một cái nơi chốn nó không chỉ là tại cái vị điểm thôi, mà nơi chốn là cái tâm người ta hướng về và cái con đường người ta đi đến, cái sự hình thành để mà cái ngôi nhà thờ đó nó có những cái kiến trúc khác nhau. Tại sao nó có những cái hành lang hàng hiên hai bên này hạn để mà người ta có thể trú ngụ ở đấy, thì có tính trú ngụ trong đó cho những người hành hương. Và cái Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, đó là một trong những cái tiếp nối rất là hay trong cái câu chuyện ở đây. Về kiến trúc Việt Nam á, mình cũng có thêm chia sẻ một xíu nữa là nếu mình đặt cái cuộc sống của người Kitô giáo tại Việt Nam nó giống như là một cái hành trình mà phải chạy. Mình cứ nhìn là từ thời Đức Cha Bá Đa Lộc theo Chúa Nguyên Ấn tìm đủ mọi cách để đưa tôn giáo vào Việt Nam, rồi đến thời Minh Mạng là bị triệt tiêu hoàn toàn. Rồi tiếp theo cho đến những cái thời sau này cũng bị triệt tiêu liên tục. Tức là người Công giáo luôn luôn phải đứng trước một cái sự kiện rằng là có những lúc tôi rất là vui vẻ, tôi xây nhà thờ, tôi xinh đẹp, tôi này nọ hết, nhưng mà có những lúc nó là một cuộc đuổi, nó cũng là một cái cuộc khốn cùng của cái người Kitô giáo để mà người ta phải xây cái gì đó ngay lập tức, người ta phải làm cái gì đó ngay lập tức, dẫn đến cái chuyện mà truyền giáo nó cần thiết hơn là câu chuyện phải giữ gìn những cái công trình và có những cái mà nó không đạt được những cái hiệu quả trong vấn đề kiến trúc, nhưng mà người ta luôn luôn là một cái hành trình về với Chúa, và những hành trình đó có thể nó có thể là 40 năm trên sa mạc những người Do Thái đã từng làm, hoặc là nó đang là hành trình hiện nay với những cái sự thoái hóa, cái sự biến hóa của xã hội. Thì đó nó cũng là một trong những cái thứ mà kiến trúc mình đây thích là cái công trình mới của bạn Hương ở Bình Dương ấy, thì nó đưa vào cái sự hành trình đó của con người, cái người công nhân, cái người, cái những yếu tố của xã hội này nọ hết sẽ đưa vào trong cái sự hành hương đấy. Thì mình nhìn thấy là kiến trúc nó còn cả một cái sự gọi là hành hương về miền đất hứa liên tục như thế, người của người Tôn giáo. Thì mình cũng chia sẻ như vậy mà thôi. Cảm ơn anh Nhân. Vâng. Dạ. Xin giới thiệu mọi người, có kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Dũng. Anh là một thành viên sáng lập cùng với chị Hương. Thực ra là rất là gần gũi với chị Hương. Đây là người chồng và người đồng nghiệp của chị Hương trong văn phòng VNA. Được biết anh Dũng hiện nay đang là giáo sư, đang giảng dạy trong một trường đại học có uy tín của Đức. Và rất là mong là anh Dũng hôm nay cũng đã thu xếp có mặt ở đây, thì cũng muốn được nghe những ý kiến của anh về nội dung này, cũng như là góp thêm các cái thảo luận cho chương trình. Xin mời anh Dũng. Dạ, trước tiên mình xin đính chính một chút. Hiện tại thì mình cũng là kiến trúc sư cùng hành nghề với Vũ Hương và các cộng sự. Đồng thời hiện tại mình cũng chỉ là giảng viên ở trường đại học kỹ thuật Braunschweig về bộ môn thiết kế các công trình công nghiệp và thiết kế kỹ thuật. Ở đây qua mình cảm thấy cái
cuộc kết nối giữa tất cả những cái phần lý thuyết của anh Cường cũng giống như những phần giải thích của những phần giải thích của anh Nhân cũng giống như là của anh Phó Đức Tùng phía trước đã có thể gắn kết hoặc là có thể mở ra cho mọi người thêm được một số những cái liên đới mạnh hơn về tất cả những cái yếu tố giữa công trình công giáo, giữa những cái yếu tố lý thuyết. Ở đây mình muốn nói có một cái đặc thù mà có lẽ một cái sự vận động chung mà chắc mình phải đi nhìn nhận là cái sự vận động đó ở trong cái quá trình vận động của cả nhà thờ công giáo ở cái khái niệm toàn cầu, và có thể là cái đó nó cũng sẽ đem lại một chút những cái nhìn mới cho tất cả những người quan tâm và nhiều từ nhiều khía cạnh, có thể là nhiều hơn từ khía cạnh xã hội. Vâng. Xin hỏi anh kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất ạ. Vâng, anh Tất, em được biết là rất là cảm ơn anh hôm nay đã thu xếp thời gian tham dự vào chương trình, và anh cũng nghe rất là chăm chú và cũng đã có những trao đổi để làm rõ hơn chương trình. Xin mời anh có ý kiến ạ. Vâng. Xin chào mọi người. Xin cảm ơn về tất cả những gì đã được nghe nãy giờ. Cảm ơn Tuấn Anh đã mời có ý kiến. Ở góc độ là một người tham dự và với một cái háo hức muốn biết những kiến thức có liên quan với chủ đề được đưa ra đó, thì thứ nhất là mình rất là cảm ơn tất cả những gì mà các diễn giả đã trình bày hồi nãy giờ về các những vấn đề thuộc về quan niệm, thuộc về triết lý, thuộc về các cái quy tắc, thuộc về các cái vấn đề về tạo hình, vân vân. Thì đó là những cái điều rất là mới mẻ mà mình được nghe. Đương nhiên là nó vô cùng có ích. Điểm thứ hai là nếu phát biểu ở đây đó, thì mình xin được nói ở góc độ là cái cảm nhận trực tiếp của một kiến trúc sư đang chờ đợi được nghe những cái điều có ích cho nghề của mình. Thì hôm trước thì anh Tuấn Anh cũng có mời tham gia chuyện này với góc độ là có một cái gì đó để trình bày chung hay không. Thì mình nói rằng là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, cho nên là thôi mình xin được từ chối, không có tham gia, và mình chỉ nghe để mà tiếp thu thôi. Nhưng mà lúc đó thì là mình đang nghĩ rất là nhiều về hai cái chữ thánh thiên dùng trong chủ đề lần này. Thì mặc nhiên là nó làm cho mình nghĩ ngay đến các cái vấn đề nó thuộc về tâm linh, nó thuộc về tinh thần, nó thuộc về những cái xúc cảm kiến trúc mà nó phi vật thể, hoặc nó chỉ được chuyển biến qua một phương tiện là vật thể kiến trúc thôi, chứ điều của nó nhắm tới là những cái gì thuộc yếu tố tinh thần. Thì ở góc độ đó thì mình cảm thấy là thứ nhất là thực sự cảm ơn hồi nãy rồi, nhưng mà mình thực sự là nó hơi hẩn một chút. Lẽ ra là đề bài nên nói rõ luôn là cái kiến trúc, những cái giá trị mà chúng ta đang đi bàn cãi là cái kiến trúc thánh thiên trong cái quan niệm và cái giá trị di sản của đạo Thiên Chúa. Vì cái đó là ở ngay ở Việt Nam mình cũng có một di sản về công trình cực kỳ lớn và rất là đáng tự hào, đặc biệt là cái sự đóng góp rất sớm của cái luồng mà kiến trúc bản địa tham gia vô trong giá trị chung về kiến trúc thánh đường, mà trong đó đặc biệt là đi trước một bước so với cái Vatican II, đó là đưa những cái giá trị bản địa vào trong kiến trúc nhà thờ rất là sớm, trước khi có cái sự chủ trương chính thức của Vatican II là nhà thờ phát diệm.
nhà thờ Phát Diệm. Đó là một cái thành công vô cùng rực rỡ. Và nếu nói cách nào đó thì đi trước một bước trong cái sự phát triển toàn cầu của kiến trúc Thiên Chúa giáo. Thì mình hơi hẳn một chút là ở chỗ đó thôi, tức là nói rõ hơn là cái kiến trúc thánh thiên trong quan niệm kiến trúc nhà thờ, hay là có liên quan đến nhu cầu về tâm linh của đạo Thiên Chúa. Thì nói như vậy thì nó đúng là cái điều là các cử tọa chuẩn bị tinh thần để mà lắng nghe hơn. Còn một chút hẳn á, là tại vì mình nghe cái chữ thánh thiên này là mình muốn mở rộng nó về cái phía là cái giá trị tâm linh của tất cả những cái kiến trúc. Đây là một cái thứ giá trị mà tất cả những người kiến trúc sư có đạo gì đi chăng nữa, hoặc là không có đạo gì đi chăng nữa, vẫn phải luôn luôn đối diện. Chẳng hạn là một cái công trình mang tính chất là biểu tượng, một công trình mang tính chất là ghi ơn, một cái tượng đài chẳng hạn, hay là làm kiến trúc về nhà thờ, kiến trúc nhà chùa của Phật giáo, hoặc là nó khác hơn một chút xíu là cái chùa mà của đạo Thánh Cao Đài, hoặc là tức là nó vẫn là kiến trúc mà vẫn có thể ráp hai cái chữ thánh thiên vô đây, tức là giá trị tâm linh của nó là giá trị rất là lớn. Và điều này cũng không có xa lạ khi mà chúng ta coi một cái biểu đồ mà cán cân của Cộng Vizier, lấy cái điểm trung tâm kẻ một cái đường hơi xiêm một chút xíu, kiểu là cái cân hai đĩa mà nó bị lệch á, thì cái đầu mà nâng lên á và cái đầu mà hạ xuống là nó đương nhiên là nó đối xứng với nhau so với đường cân bằng. Hai đỉnh đó là hai cái đỉnh đối nghịch nhau so với cái phần cái đường ngang trung bình mà cột VJ đưa ra. Đó là một cái đầu á, là hoàn toàn cái giá trị nó nằm gần như hoàn toàn về phía tâm linh, về phía quan niệm nghệ thuật, về phía cảm xúc nghệ thuật, về phía cảm xúc triết học, về phía cảm xúc nhân bản, vân vân. Còn cái đầu còn lại đó là nó bị tuột xuống khỏi cái đường ngang, là cái đường mà cân bằng bốn cái giá trị của kiến trúc á, thì cái đầu còn lại đối nghịch lại đó là hoàn toàn là công năng, chẳng hạn như cống, mương, cầu, vân vân vân. Và như vậy là từ hai cái đỉnh đó là nó chia ra làm 6 khoảng, mà điểm trung bình là công năng, kỹ thuật, nghệ thuật là cân bằng nhau, là ở điểm giữa. Còn cái khoảng mà về phía công trình mà về tâm linh hơn thì nó sẽ dần dần nó nhảy lên một cái bậc nữa là nhà ở, bệnh viện, nhảy lên một bậc nữa đó là trường học, cái công trình thể dục thể thao, thậm chí là nhà văn hóa. Nhưng mà nhảy lên cái bậc cao nhất thì thông thường nó là tượng đài, nó là trụ biểu, nó là các cái công trình mà mang tính ghi ơn, biểu tượng, và kể cả là museum, nó cũng lại nằm lệch về cái hướng mà cao nhất về mặt mỹ thuật. Và cái đầu ngược lại đó thì cái điểm xa nhất của nó là mương, là cống, là cầu. Nhưng mà ngay cả là những công trình về mặt công nghiệp này, cái các thứ, và kể cả cầu, thì chúng ta cũng biết là ngày nay là cái giá trị nghệ thuật của nó cũng đã được đẩy lên đến cái mức rất là kinh khủng, đến nỗi là có những cái cầu như là cái Milo Viaduct ở Pháp, cái cầu mà có những cái trụ cầu mà nó cao đến hơn cả cao cái trụ cao của Tháp Eiffel, và trở thành một cái biểu tượng về du lịch rất là mới mẻ của nước Pháp, vân vân. Thì như vậy là chúng ta thấy
ngay cả Corbusier cũng đã có đặt một cái giá trị rất là cao về kiến trúc. Đó là những kiến trúc mà nó mang cái chất thánh thiêng, mang cái tính chất là tâm linh. Thì nếu ở góc độ đó đó, thì như hồi nãy các cái trình bày đó, thì mình thấy là nhiều khi nó phụ thuộc rất là nhiều vào những cái yếu tố coi như là cái yếu tố mà gọi như là thăng hoa của bản thân, cái sáng tạo nghệ thuật của người kiến trúc sư. Tôi không biết ông Tarando ông có ông đạo gì nhưng mà chúng ta đều biết là Tarando là đặc biệt là nổi tiếng ở ngay trên cộng đồng kiến trúc sư thế giới của chúng ta về nhiều công trình, nhưng mà trong đó chắc không ai quên được là cái nhà nguyện ánh sáng của ông với cái cây thánh giá mà nằm thênh thang ở ngoài một cái mặt hồ rộng mênh mông, và đằng sau là cái phong của đường thông, hay là cái chùa ở trên cái triền núi mà pha sát của nó có thể thấy như là không có gì cả ngoài một cái hồ sen và một cái đường cầu thang đi tuột dần xuống, khuất dần xuống cái mặt nước của cái hồ đó, dần dần. Thì tôi cho rằng đó cũng là sự thăng hoa của kiến trúc sư khi mà làm những công trình mà có mục tiêu là cảm nhận cao độ về tâm hồn, về tinh thần mà chúng ta có thể là gán cho cái chữ là thánh thiêng. Dạ vâng. Dạ, như vậy thì tôi cũng muốn nói thêm một chút về cảm nhận trong buổi hôm nay như thế thôi. Một lần nữa là cảm ơn tất cả những kiến thức mà các diễn giả đã mang đến rất là hay. Và cảm ơn anh Tuấn Anh cũng như là cái sự tổ chức rất là hữu ích và hấp dẫn này của bên. Vâng, cảm ơn thầy Tất ạ. Dạ vâng. Vâng. Các ý kiến đóng góp về chương trình chúng tôi rất là mong muốn được thầy Tất cũng như tất cả anh chị em đang tham dự theo dõi trên webinar cũng như là trong phòng thảo luận sẽ gửi về chương trình. Chúng tôi sẽ, các bạn kỹ thuật sẽ gửi các cái thông tin để các cái câu hỏi này cũng như các cái trao đổi này có thể được thu nhận. Cũng thưa với anh Tất, trong suốt cả một cái 12 chương trình sẽ định nói chuyện thì chúng tôi cũng mong muốn có một cái góc nhìn hoặc là có một cái hành động chúng ta nhìn về văn hóa kiến trúc của Việt Nam thông qua rất nhiều những cái loại hình kiến trúc hay là các cái hoạt động kiến trúc. Ở đây thì với cái chủ đề đầu tiên này, tôi cũng đã có đưa ra một cái tên rất là cân nhắc và kỹ lưỡng, là có cái yếu tố, có cái bài viết có tên là Kiến trúc Thánh Thiêng 500 năm truyền giáo tại Việt Nam. Dù nhiều ít thì cũng đã hàm ý ở đây là 500 năm truyền giáo này là thuộc về các cái vấn đề liên quan đến Kitô giáo, hay là rộng hơn là các cái cộng đồng về Công giáo, hay là rất nhiều những cái tín ngưỡng tôn giáo mà liên quan đến Kitô. Chúng tôi cũng không có ý quá sâu về vấn đề nội hàm của tôn giáo, mà muốn tập trung nhiều vào góc nhìn kiến trúc, góc nhìn về văn hóa, và nhìn thấy được cái sự đóng góp nhiều ít của các cái công trình thánh thiêng này trong lịch sử, chuỗi lịch sử văn hóa kiến trúc Việt Nam. Rõ ràng là trước kia chúng ta cũng không có nhiều cái cơ hội để nhìn nhận các cái ảnh hưởng cũng như những cái điều mà các cái kiến trúc thánh thiêng này đã đem đến cho giới kiến trúc cũng như là những cái di sản kiến trúc hiện nay. Đó. Và trong rất nhiều những cái số sau thì kiến trúc thánh thiêng sẽ được nhắc lại, nhưng được nhắc lại và được mở rộng với những cái chuyên đề liên quan đến những loại hình tôn giáo khác, hay là trong cái đời sống tín ngưỡng của người Việt Nam, bản chất một ngôi nhà của chúng ta cũng đã có tính thánh thiêng rồi. Đó, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là đây nó không phải là chủ đề mang tính chất là duy nhất về Kitô giáo mà còn mở rộng ra được nhiều. Và rất là hy vọng là các kiến trúc sư của chúng ta sẽ đóng góp được nhiều những công trình và những cái suy nghĩ về này. Giống như cách đây khoảng 2 năm khi chúng tôi tổ chức chương trình ALP Mini Talk đầu tiên, thì tiến sĩ Phó Đức Tùng cũng đã đưa ra một số những cái gợi ý, những cái nguyên lý, đặc biệt là trong các cái công trình của Việt Nam hay là các cái công trình của phương Đông hay phương Tây đều có cái tính chất tâm linh trong các dự án nhiều ít, như anh Tất cũng vừa nói. Đó, thế thì cái tính tâm linh này nó được thể hiện qua các cái dự án, qua các cái công trình, qua các cái loại hình như thế nào, thì rõ ràng là có cái cường độ nhiều ít khác nhau. Thì rất hy vọng là chúng ta sẽ còn lặp lại và sẽ cùng trao đổi tiếp về chương trình cái nội dung này. Hôm nay trong cái chủ đề mà kiến trúc thánh thiêng 500 năm truyền giáo tại Việt Nam, thì chúng tôi thực sự cũng muốn tập trung nhiều vào trong cái mảng kiến trúc Kitô giáo trước.
Xin được mời kiến trúc sư Tiến Đức ạ. Anh cũng đang có mặt ở trong phòng thảo luận ạ. Xin mời anh có ý kiến ạ. Vâng. Dạ, lời đầu tiên xin chào tất cả mọi người. Đặc biệt là kính chào thầy Tất, một người thầy rất là quen thuộc của em. Dạ. Tôi tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Đức. Trong quá trình học tập á, thì cũng đã từng làm những cái đồ án chuyên đề cũng giống như là đồ án tốt nghiệp về nhà thờ. Và cũng là người công giáo cho nên là rất là thích thú và luôn theo dõi những cái bước đi và những cái ý kiến và những cái bài phát biểu của các anh chị ngày hôm nay rất là ý nghĩa và rất hay. Cảm ơn anh Cường đã có một cái sự phân tích sâu sắc để mình bước đầu để mình nghiên cứu thiết kế về kiến trúc thánh thiên theo chủ đề này. Nếu như mà mình muốn thiết kế cho tốt thì mình phải có những cái lập luận, lý luận và cũng giống như là đó là cái nền tảng, cái chất để cho mình theo dệt cũng giống như là để cho mình nghiên cứu nó có đúng theo cái giáo lý, theo thánh kinh cũng giống như là đặc biệt là đúng theo thánh ý Chúa. Mình muốn nhấn mạnh là mình làm thiết kế ở đây, mình phải làm đúng theo thánh ý Chúa chứ không phải là theo ý của mình. Đó là một cái ý mà mình muốn nhấn mạnh ở trong cái buổi hội thảo này. Cái điều thứ hai đó là cảm ơn chị Vũ Hương đã cho thấy một cái sự nỗ lực của chị, đã hy sinh cũng giống như là sự nghiên cứu sâu sắc của chị để làm sao có một cái sự nối kết giữa kiến trúc sư và chủ đầu tư, cụ thể là các cha và các sơ. Cũng thông qua đây thì tôi cũng có một cái mong muốn hoặc là một cái nỗi niềm, thật sự đó là một cái nỗi niềm, đó là cái sự liên kết của kiến trúc sư và chủ đầu tư, cụ thể là các cha và các sơ của chúng ta hiện giờ ở Việt Nam, nó có một cái sự đứt gãy nhất định về cái sự cảm nhận trong kiến trúc. Có lẽ là chúng ta là những người kiến trúc, những người kiến trúc sư thì đặt bút thiết kế cũng giống như là nghiên cứu của chúng ta tìm tất cả mọi ý nghĩa cũng giống như là mọi giải pháp để thiết kế cho làm sao cho có một công trình thật hay, để làm tôn vinh, để làm sáng danh Thiên Chúa, để tạ ơn Thiên Chúa chứ không phải là để làm sáng danh cá nhân mình. Cái ý nghĩa và mục đích của công việc thiết kế nhà thờ, các công trình mang tính chất tôn giáo nói chung thì đó chính là để làm tôn vinh, làm sáng danh đấng Thiên Chúa và những đấng sáng lập, những ơn trên. Và cái điều mà mình cũng mong muốn đó là làm sao mình chia sẻ được những cái kiến thức này đến quý cha, quý sơ, những người chủ đầu tư trực tiếp đến cái thể loại này. Tôi cũng có những cái suy nghĩ và chia sẻ với các anh chị kiến trúc sư lớn mà hành nghề trong cái lĩnh vực này, cũng mong muốn làm sao mình có những cái buổi nói chuyện với quý cha hoặc là mình đưa một phần kiến thức nào đó của mình vào trong cái chương trình đào tạo chúng sinh, trong cái chương trình của bên các tu viện. Và một lần nữa thì mình cũng muốn nhấn mạnh ở đây, chúng ta làm việc thiết kế này không phải là để lấy một cái danh hiệu gì đó cho cá nhân mình, mà mình suy nghĩ một cái điều sâu sắc nhất trong cái công việc thiết kế này, nó cao hơn tất cả các thể loại công trình khác, ngay cả tượng đài, các trụ biểu hoặc là các công trình mang cái chất tinh thần văn hóa mà nó nằm liệt kê ở trong danh mục công trình của mình, đó là công trình tôn giáo. Công trình tôn giáo tại sao nó lại được gọi là nghệ thuật thánh, nếu mà chúng ta gọi là kiến trúc thì tạm gọi là kiến trúc thánh đi, đó chính là không phải để tôn vinh cá nhân mình mà là để tôn vinh Thiên Chúa. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Đức ạ. Bây giờ chúng tôi xin có rất nhiều những cái câu hỏi của các anh chị em đang tham gia trong webinar được đặt trực tiếp cho các diễn giả. Hôm nay có một câu hỏi dành cho anh Cường ạ. Anh Cường sẵn sàng không ạ? Vâng, anh Cường vui lòng có thể trả lời cho bạn có tên là Việt Anh. Vâng. Bạn Việt Anh trên webinar cũng có hỏi anh Cường là, xin hỏi anh Cường, thánh thiêng có thể là những không gian cá nhân không? Vâng, xin hỏi anh Cường ạ.
cái cảm nhận thánh thiêng hay là cảm nhận thánh thiêng ấy, thật ra vì bản chất của nó rất là cá nhân ấy, nên không phải là bản chất đấy ở trong cái thần học của Thiên Chúa giáo, nó là một cái sự tiếp xúc trực tiếp với Thượng Đế, chỉ có mình mới biết thôi. Thế nhưng mà cái cảm nhận đấy nó cũng có thể được như nào nhỉ? Nó từ cộng đồng mà có thể sinh ra, nhưng mà cái sự ân điển đấy của Thượng Đế thì bản chất của nó thì nó rất là cá nhân, như là tất cả các cái mặc khải đấy đều rất là cá nhân, mình không thể, bây giờ mình có thể nói với nó một cái lòng vòng về tượng trưng rồi đồ đấy thôi, chứ mà về cơ bản thì nói ra thì nó cũng đã là dở rồi. Cho nên là vì thế mà cái việc mà cái một cái không gian thánh thiêng này nọ thì như mình thấy là có thể có được hiểu theo rất là nhiều cách, và nó chỉ là các cách sự diễn giải của các những cái giải pháp, những cái phương tiện để mình đạt đến cái điều đấy thôi. Thì nó có thể có ở trong những cái kích thước rất là lớn, hoặc là nó ở trong cái kích thước rất là nhỏ, thậm chí là có những cái cách quan niệm về việc cái thánh thiêng hay là cái thờ Thượng Đế đấy, nó ở chính là ở trong những cái thực hành rất là đời thường. Vâng, cảm ơn anh Cường. Xin hỏi chị Hương được không ạ? Có một câu hỏi được hỏi chị Hương đấy ạ. Vâng, thì chắc là để cho tôi nhường lời trả lời cho anh Dũng, tại vì anh Dũng thì cũng là tôi và tôi cũng là anh Dũng. Vâng, chị Hương hoặc anh Dũng đều có thể trả lời được ạ. Vâng. Vâng. Câu hỏi của bạn Lê Phước Anh được gửi từ webinar là: xin hỏi chị Vũ Hương, tinh thần nơi chốn có khác gì với tính quê hương mà chị đã đề cập trong 2/3 yếu tố nền tảng khi thiết kế của văn phòng chị? Chị Hương có thể trả lời trước và anh Dũng có thể bổ sung ạ. Vâng. Dũng trả lời đi Dũng. Trước tiên xin lỗi mọi người vì mình đang ở trên đường, cho nên là đôi khi cái kết nối nó cũng có một sự trục trặc, cho nên là mình cũng theo được đoạn trước. Để trả lời câu hỏi này thì thật ra người ta có thể nhìn nhận ở một phạm trù nào đấy cái tính liên đới của hai cái khái niệm này. Tuy nhiên cái khái niệm của nơi chốn, cái hồn của nơi chốn, nó định nghĩa được nhiều hơn bởi một cái yếu tố đặc thù mà ở bất kỳ một nơi nào khác sẽ không có. Từ đó nó liên quan tới, ví dụ như là cái ví dụ lúc nãy chị Hương có nói về cái khái niệm như cây ô liu ở bên đền thờ, ở trên toàn bộ quần thể của đền thờ Acropolis. Đó là những cái yếu tố rất đặc biệt để cấu thành nên cái tính nơi chốn đấy, mà nó không thể nào thay thế được bằng những yếu tố khác. Chính vì vậy, đôi khi cái khái niệm đấy nó vẫn được đặt riêng và nó được ở một cái tầm mức khác hơn so với cái khái niệm là cái tính native home, hay là cái tính mà bởi vì cái tính native home thì nó lại phụ thuộc vào được định nghĩa bởi một cộng đoàn khi mà họ kết cấu lại với nhau, và cái ngôi nhà đấy của chính họ nó được cấu thành nên có thể trong một cái khái niệm mà, hoặc là ít ra trong cái sự theo đuổi của chúng tôi, thì nó là một cái yếu tố được cấu thành bởi cái hình ảnh chung của một cái cộng đoàn. Và cái cộng đoàn đó nó sẽ trở mang tính chất là nhà và nơi mà chúng ta hoặc là nơi dân người tụ hội lại. Thì cái đó nó sẽ hình thành cái khái niệm. Chính vì vậy tụi tôi phân biệt rất là rõ giữa hai cái yếu tố đó. Một bên là một cái yếu tố nó mang tính chất tạo bầu khí đặc biệt của nơi chốn. Một bên là nó tạo trên cái sự kết nối của tất cả những người sử dụng hoặc là những người sẽ tề tựu lại cùng với nhau. Thì tôi không biết là hy vọng cái đó có trả lời được cái câu hỏi hay không. Vâng, cảm ơn anh Dũng. Chị Hương có bổ sung gì không ạ? Mình bổ sung một tí có vẻ như vật chất hơn và nghĩa đen hơn. Có nghĩa là cái native home thì nó mang nhiều tính giá trị phi vật thể do con người tạo nên. Còn cái nơi trốn, cái Kinus Sushi thì nó gần như là một dạng trong nghĩa đen là site, có nghĩa là khu đất ấy, tại các cái điều kiện vật lý của khu đất. Còn cái native home thì nó từ con người, từ cái phi vật thể ra. Vậy thôi. Vâng, cảm ơn chị. Xin được hỏi nhà nghiên cứu Nguyễn Sử, anh cũng là một trong hai cố vấn chính của chương trình. Thì xin hỏi anh là hôm nay cũng mọi người cũng đang trao đổi nhiều liên quan đến không gian thánh thiêng, mà cụ thể ở đây là các cái không gian thánh đường hoặc là các không gian liên quan đến Kitô giáo.
từ lúc phát triển ở Việt Nam. Được biết anh cũng là một nhà nghiên cứu về tôn giáo và cũng rất am tường về các lĩnh vực như kiến trúc Á Đông hoặc là các cái lĩnh vực các cái du nhập ảnh hưởng của các nền văn hóa khác đến Việt Nam. Thì xin hỏi anh, trong cái góc nhìn của một nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông, thì anh thấy những cái lại còn là người bên ngoài ngành kiến trúc nữa, thì anh có những góc nhìn nào về cái chủ đề ngày hôm nay, cũng như là bổ sung thêm hoặc là làm rõ hơn những cái phần đã được anh Cường cũng như chị Hương trao đổi không ạ? Xin mời anh Sử. Cảm ơn anh Tuấn Anh, cảm ơn anh Cường và chị Hương có một bài thuyết trình rất là thú vị. Và thực ra thì em chỉ có muốn chia sẻ một chút về cái thông tin, về một cái bài của chị Hương thôi. Tức là em cảm giác rằng là khi mà ta nói về cái số phận của công trình nó quá mong manh ấy, thực ra là số phận cái gì nó cũng mong manh cả. Và cái đấy có khi lại chính là số phận của nó. Và chúng ta sẽ thấy là cái tâm lý chung nó không phải chỉ là mình trong công trình của công giáo hay là mà công trình ở bất cứ đâu cũng thế, tôn giáo nào cũng vậy. Cái mà slide mà chị trình bày về toàn bộ cái diễn tiến của lịch sử kiến trúc mà chỉ cần rất đơn giản, ta chỉ cần có mười mấy mẫu đấy là ta có thể đủ đi xuyên suốt được cái lịch sử kiến trúc rồi. Và toàn bộ cái sự lặp lại hay là sự lựa chọn một cái sản phẩm với mẫu thức đã có sẵn ấy, thì nó tôn giáo nào cũng thế và ở khu vực nào cũng vậy. Cho nên là chúng ta vẫn phải chấp nhận một việc, đó là cái công trình nó luôn luôn là sản phẩm cộng sinh giữa kiến trúc sư và một chủ, gọi là chủ đầu tư hoặc là cả cái cộng đoàn đấy. Họ chấp nhận cái điều đấy hoặc là điều kiện không cho phép họ để làm một cái điều gì đó nó thú vị hơn. Khi mà chia sẻ về cái công trình về nhà thờ Nam thì em nghĩ là có một cái việc trong cái tông huấn của giáo hoàng John Paul II thì có nói một cái việc, đó là nếu mà cái đức tin ấy mà chưa được hội nhập văn hóa ấy, thì là đức tin chưa được suy nghĩ một cách thấu đáo. Thì cái đấy cũng là một cái điểm mà xuất phát cho cái việc mà tương tác giữa những cái công trình ở giai đoạn ban đầu. Thì những cái công trình mà khi mà liên quan đến kiến trúc thánh thiêng ấy, thì trong cái series talk này sẽ không dừng lại ở chỉ là mình đối với kiến trúc của công giáo, mà là sẽ còn đi tiếp với một số công trình, chẳng hạn như khi ta nhìn nhận về kiến trúc của Phật giáo hay là kiến trúc của những cái kiến trúc truyền thống của chúng ta bây giờ nó đang biến đổi như thế nào và nó hoạt động một cách hình thức ra làm sao, thì cũng tương tự với việc kiến tạo một không gian thánh thiêng của những cái tôn giáo nhỏ hơn hoặc là khác biệt. Thì hy vọng là mọi người sẽ đón đợi những cái số thuyết trình tới. Và đấy là cái chia sẻ của em ngắn gọn về cái bài của chị Hương, không có gì nhiều ạ. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Sử. Phần còn lại của cái phần thảo luận này tôi nghĩ là chắc còn cũng không quá được 15 phút nữa vì chúng ta cũng khá là muộn giờ rồi. Xin được đưa cái phần còn lại này hướng đến một cái thông điệp. Ở đây thì trong cái phần trình bày cuối của chị Hương có nói nhắc đến những cái nhà thờ được xây dựng mới và có rất nhiều cái suy nghĩ từ những người chủ đầu tư, những người làm thiết kế, kể cả của cộng đoàn và xã hội về việc là sẽ nên xây những cái công trình mới này như thế nào, theo hình thức nào và thế nào thì là phù hợp. Và rõ ràng gần đây khi chúng ta có nhận thấy một số những cái hoạt động mà phá dỡ những nhà thờ có lịch sử nhiều năm, hàng trăm năm, thì chúng ta gặp phải rất nhiều những ý kiến trái chiều và khác nhau trong trao đổi tranh luận trong giới kiến trúc cũng như là trong xã hội. Và đây cũng sẽ là một cái sự rất là lúng túng để chúng ta không biết được đâu sẽ là một cái giải pháp phù hợp. Thì tôi nghĩ rằng trong vòng một cái thời gian ngắn còn lại, rất là mong cái sự chia sẻ suy nghĩ của các anh chị đang trong phòng thảo luận. Ở đây thì tôi thấy có chị Nguyên Hạnh Nguyên. Chị Nguyên Hạnh Nguyên cũng là một giảng viên đại học và là một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học. Và chị cũng đã tham gia rất mạnh mẽ vào trong các hoạt động để bảo tồn và gìn giữ các cái di sản của Việt Nam, trong đó có các cái di sản của Kitô giáo hay là Công giáo. Thì với những cái thông điệp mà chị Hương vừa nói ở cuối bài vừa rồi thì rất là mong chị Nguyên Hạnh Nguyên có thể cho ý kiến cá nhân của mình về cái hướng mà chúng ta có thể duy trì bảo tồn các cái công trình di sản, hay là khi mà chúng ta cần phải xây dựng mới những cái công trình có tính thánh thiêng như vậy thì chúng ta sẽ cần cổ vũ cái xu hướng nào trong giới nghề, cái suy nghĩ chung của xã hội. Vâng, xin mời chị Nguyên Hạnh Nguyên ạ. Vâng. Cảm ơn ban tổ chức đã có cái cuộc ngày hôm nay và có hai người diễn giả nói rất hay, và nói cũng mà có lẽ là các anh các chị cũng đã tổ chức với nhau từ trước để mà biết được là ai sẽ nói phần gì. Thành ra cái bài hôm nay nó xuyên suốt từ lý thuyết cho đến thực tiễn ở chỗ chị Hương. Thì tôi thấy cái bài của chị Hương có đặt ra câu hỏi cuối cùng là vì sao số phận của những cái nhà thờ này lại rất là mong manh. Và tôi nghĩ rằng là trong những câu đấy của chị Hương có một cái phần liên quan đến là những người ra quyết định, và tôi thấy là đúng. Vì là cái gì cũng thế thôi, tức là
kể cả là không phải là công trình tôn giáo, bất kể là công trình gì thì kiến trúc sư khi mà làm việc với chủ đầu tư thì không chỉ là với chủ đầu tư mà là cả những người ra quyết định nữa. Người ta, chị Hương lúc nãy có dùng cái từ là não trạng của những người ra quyết định thì tôi nghĩ rằng là cái sự hiểu biết là một phần, tầm nhìn của họ nữa và ứng xử văn hóa của họ đối với công trình cũ như nào, đối với công trình cổ như nào và đối với công trình mới như thế nào rất là quan trọng. Thế thì tôi thấy rằng là cái việc mà trong kiến trúc nó có cái là design buy ấy, tức là khi mà thiết kế mình coi người chủ đầu tư là người tham gia thiết kế ngay từ đầu. Và có ý kiến của anh gì lúc nãy có nói là chúng ta nên có những cái buổi giảng, không phải là giảng mà đây là chỉ là chia sẻ kiến thức, mà những cái dạng kiến thức như thế này ấy, thì người chủ đầu tư, đặc biệt là các những vị mà đang là chức sắc, những vị mà có quyết định ở trong nhà thờ, thì khi mà các vị hiểu được những cái thông điệp này thì chắc chắn là người ta cũng sẽ đi theo cái hướng là sẽ không phá bỏ, bởi vì bản chất là giống như anh, các anh có nói là kiến trúc sư chúng ta khi tham gia vào một công trình, nhất là những công trình của Thánh Thiêng, thì không bao giờ nghĩ rằng công trình này sẽ mang lại tên tuổi cho mình, mà phải là đề cao Thánh, đề cao Thánh Thiêng. Thì tất cả là trong tôn giáo cũng như vậy, và các công trình khác cũng như vậy. Khi chúng ta đã làm thì chúng ta không có để tâm là mình tạo ra một công trình mà để có văng cái danh của mình. Cũng như vậy thì cái người ra quyết định là những người chủ đầu tư, là những người mà đứng đầu trong giáo phận ấy. Khi họ ra quyết định, họ cũng muốn là công trình của họ sẽ không phải là nổi tiếng cho họ đâu, mà họ muốn là công trình này sẽ đáp ứng được nguyện vọng của người dân và đáp ứng được cái gì là đẹp nhất. Nhưng mà chẳng qua là cái ý mà khi họ nghĩ ấy, thì nó hoàn toàn là nó không giống như những gì chúng ta nghĩ, mà hai cái sự hiểu biết này nó rất là khác nhau. Thành ra khi mà với ví dụ cụ thể cho Bùi Chu đi, khi chúng tôi xuống, chúng tôi mạnh mẽ, kiểu đúng phải dùng từ là đấu tranh ấy, mà phải thắt khóc ở trước nhà thờ, trước chân nhà thờ 9 giờ tối rồi, mà chúng tôi muốn bằng được là làm thế nào để gặp Đức Cha, để nói chuyện, để cho cha hiểu. Thế nhưng mà lúc đấy thì hồ sơ bản vẽ cũng xong hết rồi, và người ta đã thi công hết tất cả cột gỗ rồi, và nhìn cái bản vẽ đấy chúng tôi biết chắc chắn bên trong nó là cái chùa. Tức là ở bên ngoài thì là một cái hình thức là giống nhà thờ cũ, nhưng mà hoàn toàn tỷ lệ khác hẳn. Và như các bạn biết là nếu tỷ lệ đã khác thì công trình đấy không còn có được thẩm mỹ nữa. Thế thì khi đã hỏng về tỷ lệ, nó hỏng hết. Thế thì bên ngoài lại là tỷ lệ khác của một công trình nhái, cái công trình nhà thờ Bùi Chu, là công trình mà trước đây ảnh hưởng của Baroque, ảnh hưởng của kiến trúc tôn giáo phương Tây. Nhưng mà khi mà bên trong nội thất mới là cái điều đau lòng nhất, là tất cả các cột là cột gỗ, và các cột đấy là theo kiến trúc chùa truyền thống, gỗ nhiều kinh khủng và những cái gỗ cực kỳ lớn. Và chúng tôi thấy là cái cột gỗ đấy còn lớn hơn cả chân tảng đá. Cái chân tảng hiện nay thì chúng tôi biết là họ đã thay hoàn toàn, và bản thân nhìn bản vẽ đấy chúng tôi càng buồn hơn, là bởi vì không có một tỷ lệ nào là tỷ lệ thức của kiến trúc cổ Việt Nam, mà chỉ là đồ gỗ thôi. Vậy thì cái thứ giả cổ, mà kể cả là giả cổ của Việt Nam đấy, mà đưa vào trong không gian đấy thì rõ ràng là không thể được. Bởi vì chúng ta nhìn thấy như thế là chúng ta mất hoàn toàn một giá trị, kể cả giá trị cũ bây giờ đập hết rồi, nhưng giá trị mới cũng không còn, thì thấy rất là đau lòng. Mà nơi đây lại là nơi đầu tiên mà các giáo xứ bước chân sang Việt Nam, đấy là Nam Định. Thì như lúc nãy thầy Tất có nói, đấy là ngoài nhà thờ Nam Định ra thì những nhà thờ khác, ngoài nhà thờ Bùi Chu ra, những nhà thờ khác mà đặc biệt là nhà thờ gì lúc thầy có nói, thì đúng là đấy là những cái hình ảnh tuyệt đẹp của kiến trúc mà kiến trúc tôn giáo của Việt Nam, chứ không chỉ là kiến trúc thánh. Thế nhưng mà nếu mà quay trở lại câu hỏi là làm thế nào để cho những số phận này không còn mong manh, tôi nghĩ cái đơn giản nhất mà cái mà nó đi vào bản chất nhất đấy chính là cái sự thay đổi nhận thức của những người đó. Bởi vì khi mà chúng tôi về ấy, thì người Công giáo, toàn dân người ta bảo chúng tôi sắp có nhà thờ mới rồi, đẹp lắm. Và họ chỉ lên trên tường là có nguyên cả một cái bức vẽ của nhà thờ mới, thì họ bảo đây là tuyệt đẹp. Và chúng tôi nhìn thấy thì rất là buồn, rất là ngỡ ngàng, bởi vì họ cho đấy là đẹp. Cũng giống như bây giờ là ở nông thôn, họ cứ thấy là nhà mà có cái củ hành, củ tỏi trên mái nhà và giống nhà thờ lớn, giống nhà hát lớn thì đấy là đẹp ấy. Thì chúng tôi thấy rất là đau buồn, nhưng mà họ thì họ nghĩ như vậy. Vậy là chúng ta ở đây là vấn đề về mặt nhận thức. Và chị Hương có trải qua một câu chuyện tuyệt vời, cực kỳ hay. Đấy là chị được có một bài toán mà do nhà thờ đặt ra. Và ở giáo xứ đó tôi nghĩ là họ phải biết ơn người chủ chăn. Tức là ông thầy tu mà hiểu được, mà đưa ra được một bài toán cho
là chủ đầu tư đưa ra bài toán cho kiến trúc sư là làm thế nào để không gian nhà thờ của chúng tôi mang âm hưởng của nhà máy, bởi vì là đây là những người công nhân ở đây, nhưng cái nhà máy này không phải là sản xuất hàng hóa mà là những nhà máy để sản xuất tình yêu. Tôi nghĩ rằng tôi nghe cái đoạn đấy của chị Hương tôi sởn gai ốc lên. Tôi không nghĩ rằng có một người chủ đầu tư, chứ chưa nói là một người mà bên bên công giáo mà họ đang đứng trước một cái công trình như thế mà họ nghĩ như vậy á, thì tôi nghĩ là chị Hương thực sự may mắn đã được gặp một người như vậy. Và chúng ta cũng nghĩ rằng là làm thế nào đó để chúng ta có thể là thay đổi được nhận thức của những người như vậy, những người đứng đầu, những người lãnh đạo. Xin cảm ơn anh Tuấn Anh, xin cảm ơn các chị, cảm ơn thầy Tất và cảm ơn mọi người ạ. Vâng, cảm ơn chị. Vâng. Dạ, vì thời gian không còn nhiều cho nên tôi cũng xin có một cái câu hỏi chung với các anh chị là nếu mà ai có một cái mong muốn suy nghĩ gì về những cái hướng đi của kiến trúc Việt Nam cũng như là những cái gợi ý nào hoặc là quan điểm cá nhân về cái xu hướng trong thời gian tới thông qua cái việc là bài trình bày ngày hôm nay cũng có rất nhiều cái dữ liệu có thể mở rộng hơn thì các anh chị có thể phát biểu ạ. Xin mời anh Nguyễn Văn Tất ạ, hình như anh có thêm một tín hiệu giơ tay. Vâng. Tôi xin có một câu hỏi, thời gian của mình còn có ít lắm. Cho nên là cái câu hỏi này của tôi là đặt ra cho tất cả các diễn giả. Và nếu câu trả lời của các diễn giả là yes, thì cũng có thể là một cái ý kiến đóng góp của tôi vào trong cái giá trị chung về kiến trúc của nhà thờ trong suốt 500 năm truyền giáo ở Việt Nam. Đó là Thiên Chúa Giáo là một cái tôn giáo đã có tuổi là ngàn năm và có một hệ thống về thần học, về nguyên tắc tổ chức, về các nguyên lý tổ chức rất là chặt chẽ trên toàn thế giới. Cho nên là nhà thờ ở đâu trên thế giới, kể cả ở Việt Nam thời kỳ đầu cũng đều theo các cái quan điểm về xây dựng nhà thờ chính thống của Thiên Chúa Giáo. Gốc. Thế thì bây giờ trong tất cả các cái trình bày của diễn giả thì tôi thấy là đa phần là chúng ta nói nhiều về hình thái kiến trúc và đặc biệt là cái hình thái tổ chức nội thất của các không gian nhà thờ để đạt được tất cả những mục tiêu về cảm nhận tôn giáo, cảm nhận về sự thiêng liêng, cảm nhận về tất cả các thứ, về ánh sáng, về bóng tối, về vân vân. Thế thì tôi có đặt ra một cái câu hỏi là như vậy, liệu cái sự quá là cách mạng của cái tổng thể khu nhà thờ phát diệm rất Việt Nam ở cái phần ao nước ở phía trước, con đường vào thì không đi thẳng vào chính diện của cổng nhà thờ mà cũng phải đi vòng giống như là các cái tổng thể đình chùa hay là miếu mạo khác của Việt Nam chúng ta. Và bên trong á, là bố cục của nó cũng không có đối xứng mà là một cái bố cục nó mang tính chất á, là phân tán rất là lớn. Và nếu nói về cái volume tổng thể của cái khu nhà thờ, nó là một cái volume zero, nói theo quan điểm của Chuck Correa. Vậy thì đó là cái tổng thể. Tiếp theo nữa đó là trong bản thân tổ chức mặt bằng của nhà thờ phát diệm, nó có cả một cái sân trong ở trong mặt bằng nhà thờ mà tôi chắc chắn là không thể thấy ở nơi nào trên thế giới này. Một cái sân trong hẳn hoi, đi qua cái cổng chính rồi vô khoảng sân trong thì mới vào cái phần chỗ làm cho giáo dân và làm lễ bên trong. Thì cái sân trong này nó là một cái gì đó mà tôi vô cùng ngạc nhiên. Vậy thì câu hỏi của tôi đó là có phải chăng là cái lịch sử về kiến trúc Thiên Chúa ở Việt Nam đó đã đóng góp vào trong cái quỹ kiến trúc chung về nhà thờ, là nhà thờ không chỉ xét về bản thân cái cấu trúc của nó như là trên toàn thế giới mà nó còn đặt trong một cái tổng thể landscape rất là Việt Nam và đồng thời nó cũng rất là phù hợp về cái khoa học
về cái tâm lý, là tâm lý mà trong sạch hóa cái tâm hồn của người giáo dân khi đến nhà thờ, là nó phải được chuẩn bị từ bên ngoài, từ trong tổng quan rồi mới đến vào trong cái nhà thờ, chứ không phải là ở ngoài thì ồn ào náo nhiệt và ở đâu đó nó khô khốc rồi vào trong nhà thờ mới nhốt mình lại trong không gian bên trong. Vậy thì câu hỏi của tôi là phải chăng đây là một cái đóng góp mà mang tính chất rất là đặc thù của nhà thờ Việt Nam hay không? Xin có một câu hỏi như thế với tất cả các diễn giả. Dạ, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất. Câu hỏi này vô cùng thú vị, lại đặc biệt khi mà chúng ta ở cái phần cuối của chương trình. Thì có lẽ là xin mời chị Vũ Hương ạ. Được biết chị sắp tới sẽ có một cái phần tham gia một cái tọa đàm quốc tế do một cái tổ chức tôn giáo của Vatican chẳng hạn, tôi không nhớ chính xác, các chị có thể giới thiệu thêm. Và chị là người đại diện cho Việt Nam để trình bày về những cái kết quả cũng như là cái quá trình lịch sử phát triển của các cái nhà thờ thánh đường của Việt Nam mang tới cái hội thảo này. Thì xin hỏi chị Hương là chị có thể giới thiệu một chút về cái buổi hội thảo này, nó có cái tầm quan trọng như nào, và đồng thời câu hỏi của anh Tất cũng là cái câu hỏi liệu là cái kiến trúc thánh đường Kitô giáo hay là công giáo của Việt Nam trong suốt 500 năm lịch sử đấy có đóng góp gì với kiến trúc thánh đường của thế giới không? Chị có dự định gì, mang những cái thông điệp gì đại diện cho người mà phân tích tập hợp các cái thông tin này để mang tới hội thảo không? Đây cũng chính là một phần câu trả lời được với anh Tất đấy ạ. Mời chị Hương ạ. Vâng, có lẽ là xin mời anh Dũng trả lời đi. Dũng ơi, Dũng trả lời đi Dũng. Chắc là để thăm cảm ơn kiến trúc sư Tất đã đề cập tới vấn đề này. Có lẽ đây là một câu hỏi lớn mà lúc nãy Nguyễn Sử cũng có đặt tới, đó là cái quá trình hội nhập về văn hóa, và đó là một tiêu chí rất là lớn đối với quá trình truyền giáo của nhà thờ Công giáo. Nếu như một giống như Nguyễn Sử cũng có đã nói tới, nếu như một công trình mà không có một cái quá trình hội nhập văn hóa thì nó sẽ không thể nào đi vào được lòng dân, nó sẽ luôn đứng bên lề xã hội. Và cái việc đó là cái không thể nào có thể phủ định được, là nhà thờ Phát Diệm đã đem lại một cái đóng góp rất là lớn và đáng kể trong cái việc hội nhập nhà thờ Công giáo tại Việt Nam. Và đặc biệt là đối với cái chiều dày lịch sử này, mình cũng phải đặt lại được một câu hỏi ngược lại là trong các nhà chức sắc tôn giáo, và đặc biệt là những hệ thống tu sĩ, linh mục và những người có trách nhiệm trong việc duy trì phát triển nhà thờ Công giáo và đặc biệt nhà thờ Công giáo ở Việt Nam, liệu cái mức độ chủ động ở trong họ về cái cảm nhận này ở mức độ nào? Và việc như chúng tôi cũng luôn đặt ra câu hỏi là tại sao một tổ chức như nhà thờ Công giáo Roma, là một tổ chức công giáo hoặc là tổ chức tôn giáo gần như lớn nhất thế giới, họ luôn có những quy tắc chặt chẽ về phụng vụ, họ có quy tắc chặt chẽ về phát triển nghệ thuật thánh, họ có quy tắc về phát triển cộng đoàn. Vậy thì ở Việt Nam, cái suy nghĩ đấy nó được thực hiện như thế nào, và cái việc đó nó sẽ được duy trì tiếp tục như thế nào trong cái quá trình phát triển công giáo trong thế kỷ 21 ở Việt Nam? Tất cả những cái yếu tố như anh Tất vừa đưa ra, hoặc là những câu hỏi của Nguyễn Sử, hoặc là tất cả những cái đó đối với tất cả những cái nhà hoạt động liên đới và nhà hoạt động trực tiếp như chúng ta, trong cái quá trình chúng ta phải làm được như thế nào, chúng ta phải có thể đều kêu gọi và có thể kết nối được tất cả những cái đối tượng. Và đặc biệt hơn nữa là khi những người hưởng lợi cuối cùng và những người cùng làm để phải xác định cùng với nhau, khi một bài tập đặt ra như vậy, chúng ta phải đặt ra trong một cái mối tương quan để có được, đương nhiên là người dân đối với họ, họ đương luôn đi tìm những cái mới, nhưng họ không, cũng như chị Anh Nguyên nói, họ không thể nào biết được là giữa cái mức độ họ chỉ cảm nhận được cái mới là cái tốt, nhưng họ không thể nào biết được cái giá trị nghệ thuật hoặc là những cái giá trị của một không gian thánh thiêng. Vậy thì nó phải có được một bước chuyển để làm sao những chuyên môn cũng có thể truyền tải được cái điều đấy. Và đối với tôi nghĩ mình có một cái cộng đồng của tất cả những nhà chức sắc liên đới phải được có một cái sự tham gia của nhiều phía để có thể hình thành được những cái bước đệm để người dân họ có thể cảm nhận được nhiều hơn về cái mục đích
Và mặt khác thì những nhà chuyên môn có một cái cơ hội để có thể phát huy được những cái ý tưởng của mình để có thể truyền tải được vào những không gian thánh thiên như vậy. À, cho tôi xin bổ sung một chút về cái hội nghị kiến trúc thánh vào cuối tháng 10 này, ngày 23 tháng 10. Đó là cũng là một cái hội nghị của một vị giáo sư thuộc về Ủy ban Nghệ thuật Thánh trực thuộc Vatican. Họ tổ chức vì cũng là trong cái nhân dịp 500 năm truyền giáo tại Đông Nam Á, tại Đông Dương. Thì chúng tôi cũng muốn như anh Tất nói là rất là đúng, là chúng tôi muốn thổi một cái hồn, tại vì trong cái kiến trúc Á Đông mình, những cái thức của về khí hậu, về những cái thức của khí hậu nó cũng đã là một phần nào đấy là những thức của không gian. Và chính vì thế mà hiện tại tất cả những cái nhà thờ ở châu Âu bị những cái thức của khí hậu, và nhất là vật liệu, nhất là cái công nghệ về xây dựng, làm cho họ đánh mất dần đi nhiều tất cả những cái duyên dáng về thức khí hậu mà mở ra với cả thiên nhiên. Thì chúng tôi muốn mang cái thông điệp rằng là, mà bản thân họ khi họ làm cái hội nghị là nhìn về Á Đông, thì họ cũng đã muốn rằng có lẽ cùng nhau nhìn lại về phương Đông để tìm lại những cái giá trị thẩm mỹ mà con người trước khi có những cái công nghệ quá cao trong xây dựng đã có từng có được đối với cả thiên nhiên, đối với cả môi trường xung quanh. Vâng, cảm ơn chị Hương. Chắc chắn rồi, chúng ta không thể phủ nhận được cái đóng góp này đầu tiên với các cái công trình kiến trúc thánh thiêng của Kitô giáo hay là Công giáo đã đóng góp cho kiến trúc Việt Nam. Và các cái công trình này không nhiều thì ít cũng đã đóng góp vào trong cái bản đồ của các cái công trình thánh thiêng của hệ thống các cái công trình này trên toàn thế giới hay là khu vực. Cái sự công nhận này và cái sự ghi nhận này ra sao thì chắc là cũng phải có những giới phê bình và phải có nhiều tiếng nói hơn nữa từ phía các kiến trúc sư hay là nhà nghiên cứu Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng rằng là trong thời gian tới thì chị Hương sẽ có những cái bài trình bày rất là tốt. Chúc mừng chị đã có được cái sự lời mời rất là quan trọng này. Rất là hy vọng là chị sẽ thấy cái trách nhiệm này rất là quan trọng để giới thiệu các cái công trình Việt Nam ra với thế giới. Xin được mời kiến trúc sư Phạm Khánh Toàn ạ. Vâng, xin mời kiến trúc sư Phạm Khánh Toàn, anh đại diện cho... Vâng, hôm nay anh Toàn tham dự với tư cách cá nhân, nhưng mà tôi cũng hy vọng là có những góc nhìn riêng của anh trong vai trò đang làm việc với Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Vâng. Vâng, cảm ơn Tuấn Anh và đặc biệt là cảm ơn hai diễn giả đã có bài trình bày hết sức thú vị về cái chủ đề này. Đối với bản thân tôi cũng có một cái cảm nhận hết sức là từ ngày xưa khi mà còn theo học bên Đại học bên Đức, cũng như là theo dõi các quá trình lịch sử của Thiên Chúa giáo, cũng như là các cái câu chuyện lịch sử của Hy Lạp, cũng như các cái nền lịch sử của Tây Âu, châu Âu, thì cũng có nhận thức là, và đối với Việt Nam chúng ta, đây là cũng thể loại công trình cũng mặc dù được xâm nhập vào cũng trong thời gian ngắn, trong vài trăm năm, nhưng mà đã để lại nhiều dấu ấn ở trong các cái địa phương, tạo nên các cảnh quan kiến trúc cũng như là điểm nhấn văn hóa hết sức là sinh động. Bản thân tôi cũng đã được khảo sát ở Nam Định và cũng thấy được cái cuộc sống của bà con giáo dân ở đây cũng hết sức là hay và thú vị. Trong chiều tuần thứ sáu thứ bảy tụ tập và được nghe các cái bài giảng về đạo đức luân lý mà hết sức là thiết thực và đóng góp cho cái đời sống tinh thần bà con hết sức tốt. Và cũng mong rằng đây là một cái loại công trình mà sẽ được phát triển một cách cách mạnh mẽ, tức là về quan tâm đóng góp của kiến trúc sư ta, như đợt vừa rồi phong trào mà chị Nguyễn Hạnh Miên cũng có trình bày đóng góp cho cái đời sống giáo dân cũng như cái kiến trúc ở Việt Nam đi theo một cái hướng đúng theo cái bản chất tốt đẹp của cái nền tôn giáo. Ở phương Tây ấy, thì đúng là kiến trúc tôn giáo là kiến trúc chủ đạo trong cái nền lịch sử suốt hàng nghìn năm cho đến nay, và nó cũng thể hiện các cái bản sắc của mỗi vùng miền. Nếu mà ta đi từ Trung Âu, từ nước Đức cho đến nước Pháp, cho đến Anh Quốc, cho đến sang bên phía Tây, tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, sang bên Trung Đông, hay là sau đó ta sang bên Đông Âu, sang các nước xã hội chủ nghĩa cũ, cũng như là các ở Nga, ta thấy là cái kiến trúc tôn giáo về Thiên Chúa là nó cũng có cái sự thay đổi. Và đương nhiên tôi nghĩ sang Việt Nam nó cũng sẽ có cái hình thái phù hợp với địa phương mà chúng ta có thể dễ nhận được. Và hy vọng rằng là chị Hương, chị Hương khi mà đi họp cũng sẽ mang thần này đến, như là
Hương có trình bày từ cái gốc của nó thì ta thấy là một cái sự một đời sống hết sức là linh thiêng và nó hết sức là dân dã. Thực ra cái đời sống của Chúa nó cũng rất là đơn giản, như của mỗi một con người chúng ta cũng là một con người đã từng chịu bị hành hạ để vươn tới một sự cao sang và sự là chói lòa để giáo cho cái tình yêu con người đối với toàn bộ nhân loại, cũng là mục đích cũng hết sức là rất là hay. Thì chúng ta có cái cảm nhận đó nào ở cái môi trường Việt Nam, thì cũng mong rằng là kiến trúc sư chúng ta có cái môi trường và cái nội dung như thế này theo tôi là hết sức là hay để tự giáo dục mình cũng như là tự nâng cao các kiến thức của mình về mọi lĩnh vực, trong đặc biệt là lĩnh vực tôn giáo, để cho cái kiến trúc của chúng ta đóng góp được nhiều cho đời sống. Xin cảm ơn Tuấn Anh và mọi người. Vâng, cảm ơn anh Toàn. Như vậy thì chúng ta cũng đã có gần hơn 2 giờ đồng hồ thảo luận, trao đổi, đặc biệt là lĩnh hội được rất nhiều thông tin từ các diễn giả và sự bổ sung thêm từ các anh chị tham gia trong hội thảo. Có rất nhiều các cái thông tin mà các bạn đang tham gia webinar đến giờ này cũng vẫn còn có hơn 200 người vẫn đang theo dõi. Thì chúng tôi xin phép không thể nào có thể mang hết được vào đây để nói chuyện, nhưng mà sẽ ghi nhận thông tin để chúng ta có thể tổ chức thêm những cái phần thảo luận sau rồi sau. Thì với chương trình ngày hôm nay là chương trình đầu tiên của chuỗi ALP Mini Talk 2021 với cái tính chất là nhìn về văn hóa kiến trúc Á Đông. Xin lỗi, nhìn về văn hóa kiến trúc của Việt Nam. Thì chúng ta đã có được một rất nhiều những cái hiểu được cái concept của chương trình. Chúng tôi cũng thông qua các cái thực hành, qua các cái suy nghĩ của các kiến trúc sư để hướng đến tìm kiếm và nhìn vào sâu hơn văn hóa và tìm ra được những cái giải pháp và cái sự hiểu biết về kiến trúc sâu sắc hơn. Thì thường trong cái quá trình hành nghề của chúng ta thì chúng ta cũng ít có cái điều kiện để hiểu biết sâu về văn hóa, và trong chương trình thì sẽ mời đến rất nhiều những nhà nghiên cứu, những anh chị em mà làm việc nghiên cứu sâu để có góp thêm những cái suy nghĩ. Và khi mà chúng ta đã hiểu được văn hóa, hiểu được cái bối cảnh, hiểu được cái nền tảng để tạo nên công trình kiến trúc, thì tôi nghĩ rằng là chính các kiến trúc sư cũng như với xã hội cũng sẽ có được rất nhiều những cái bớt đi những cái sự khác biệt hoặc là bớt đi những cái sự mâu thuẫn khi mà chúng ta cùng nhìn nhận về một công trình kiến trúc. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng xin phép được khép lại chương trình đầu tiên ở đây. Rất là mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của tất cả các anh chị để chúng tôi có thể hoàn thiện, và sẽ tiếp tục hẹn gặp lại các anh chị trong cái talk sắp tới, là cái talk cách đây khoảng 2 tuần nữa. Chúng tôi dự kiến nếu có thể làm được thì chúng ta sẽ liên tục có những cái thảo luận liên tục trong quãng khoảng 2 tuần một với những cái buổi mời các anh chị em tham gia như thế này. Thì một lần nữa cũng xin thay mặt cho Lịch Sử Việt Nam, thay mặt cho Argo Hub, Kiến Việt Media và X Hub, rất là cảm ơn 2 diễn giả, cảm ơn anh Nguyễn Anh Cường, cảm ơn chị Vũ Hương, cảm ơn anh Tuấn Dũng đã rất nỗ lực trong vòng một thời gian ngắn để có thể cùng với chúng tôi phối hợp và chuẩn bị các cái nội dung để mang đến các cái kiến thức, các cái tri thức và các cái quan điểm cá nhân của các anh chị. Đặc biệt là các anh chị cũng không ngại lên những cái sóng public như này, vì tôi biết là các anh chị cũng không phải là những người muốn ồn ào suy nghĩ, nhưng vì một cái mục tiêu cộng đồng, vì mục tiêu chúng ta kết nối để chia sẻ, thì chúng ta cũng sẵn sàng mang những cái kiến thức cá nhân của mình, những quan điểm riêng. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này không phải là một chương trình chủ đích để gây ra những cái tranh cãi, mà chủ yếu là chúng ta có thể hiểu nhau hơn, hiểu những suy nghĩ của nhau hơn, và từ đó chúng ta có thể đem đến những cái giá trị tốt hơn cho chính mỗi người tham gia, cũng như là với cái nghề kiến trúc của chúng ta đang theo đuổi. Và vì nghề kiến trúc của chúng ta nó rất là quan hệ với tất cả những cái ngành nghề như văn hóa, nghệ thuật, cho nên chúng tôi không chỉ mời các kiến trúc sư, chúng tôi mong muốn có cái sự tham gia kết nối nhiều hơn nữa của những anh chị đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, từ đó và có thể cả các chủ đầu tư nữa, như hôm nay có ai đó đã từng nói. Thì một lần nữa xin là cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ, và hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong thời gian tới, đặc biệt các anh chị đã có mặt ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn mọi người ạ. Vâng, cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh chị em vẫn đang còn theo dõi ở trên webinar, và chương trình sẽ có được biên tập và phát lại sớm ở trên kênh của X-Hub. Vâng, xin cảm ơn mọi người.